nghe được gì đúng không bà? Chết rồi. À đúng rồi Rồi thầy. rồi. Rồi rồi, sorry các bạn, sorry các bạn. Để anh stop cái recording lúc nãy và anh record lại cái mới nha. Xin lỗi các bạn nhiều. Rồi. Rồi. Rồi để anh mở lại record rồi anh giảng lại cho các bạn ha. Xin lỗi các bạn, may các bạn nhắc anh. Tại vì anh có hai hệ thống âm thanh đi song song cho nên xin lỗi các bạn anh quên chuyển. Rồi. Rồi ha, xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay thì chúng ta đến cái buổi thứ hai của cái học phần dinh dưỡng tiết chế. Tức là các bạn sẽ học cái bài là gì ạ? Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Thì cái buổi học này sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng, tức là gì ạ? Về một cái loại thực phẩm. Tức là các bạn có một cái góc nhìn của dinh dưỡng về các thực phẩm. Và bạn hiểu được là gì ạ? Khi mà mình đánh giá một cái thực phẩm nào đó xét về mặt dinh dưỡng, thì mình sẽ phải nhìn theo những cái yếu tố như thế nào. À, thì cái mục tiêu của bài hôm nay cũng đơn giản như vậy thôi. À, anh thì là thạc sĩ bác sĩ Lê Huy Hoàng, thì ngày hôm nay thì được bộ môn phân công là giảng dạy cho các bạn. À, rồi mở đầu bài học của chúng ta ngày hôm nay là một cái câu nói nổi tiếng của ông tổ nghệ Hippocrates. À, hãy xem là gì ạ? Thực phẩm như là thuốc, và hãy xem là gì ạ? Thuốc như là gì ạ? Thực phẩm mà các bạn. Thì với cái câu nói này các bạn có thể thấy được rằng là gì ạ? Thuốc với thực phẩm đều có hai thuộc tính khác nhau. Đối với thực phẩm thì chúng ta sử dụng là gì ạ? Cái yếu tố của nó là đều đặn hàng ngày. Còn đối với thuốc là gì ạ? Dựa trên cái biện pháp là chúng ta định liều cái thuốc đó. Và đây các bạn có thể thấy được rằng là gì ạ? Khi đặt chung trong một mệnh đề thì lúc này chúng ta thấy được là cái mối tương quan, tức là cái sự giống nhau, đặc biệt là những cái bổ sung cho nhau trong cái mô hình bệnh tật thời hiện đại. Các bạn cứ lấy ví dụ một bệnh nhân mà đái tháo đường thì bạn có thể thấy được rằng là gì ạ? Cái việc họ sử dụng thuốc dùng để kiểm soát đường huyết cũng là gì ạ? Ngày nào cũng uống ha các bạn, ngày nào cũng sử dụng đầy bài đầy. Còn ngược lại thì là gì ạ? Cái việc mà họ ăn các cái loại thực phẩm thì cũng các bạn thấy là người mà bị đái tháo đường họ phải cẩn thận chọn các loại thực phẩm và họ cẩn thận là gì ạ? Sử dụng với cái lượng thực phẩm cho phép, vì là giờ cuối cùng họ vẫn là gì ạ? Giống như quay lại cái tình huống đó là cân đong đo đếm mà các bạn, vì chỉ cần sai lệch chút xíu ấy là gì ạ? Đường huyết dập dìu liền. Và đối với một bệnh nhân mà đang có đái tháo đường mà đường huyết họ không ổn định thì hệ quả của nó là gì ạ? Tương đối là mệt mỏi ha các bạn, mệt mỏi cho cả bên khối điều trị lẫn mệt mỏi cho cả người bệnh ha các bạn. Thì như các bạn biết rồi, sau này khi các bạn mà làm ngành y của mình, ra trường làm bác sĩ, thì cái công cụ chủ yếu của các bạn mà để cho các bạn có khả năng gọi là chiến đấu chống lại bệnh tật này nọ thì đơn giản là chúng ta sử dụng thuốc. Và một thuốc thì khi nào là có hiệu quả các bạn? Kiến thức dược lý ha các bạn. Dinh dưỡng cái môn này nó hay ở chỗ đó là gì ạ? Các bạn sẽ cố gắng connect được những cái môn học khác, và sau đó là dạ các bạn tìm ra được cái hướng ứng dụng thực tế. Thì một thuốc như thế nào là có hiệu quả? Thì các bạn sẽ thấy là dạ, một thuốc khi có hiệu quả khi là dạ, thuốc đó sẽ phải được trải qua cái quá trình hấp thu vào cơ thể. Xong sau đó là dạ, thuốc đó sẽ phải được là dạ, được vận chuyển đến cái cơ quan chuyển hóa. Thường thường là cơ quan chuyển hóa đó là gan và thận. Thì chuyển hóa cái thuốc ban đầu đó thành cái dạng hoạt động. Chuyển hóa thuốc ban đầu thành dạng hoạt động rồi thì cái dạng hoạt động đó phải được vận chuyển đến cái cơ quan cần tác dụng. Và khi mà được vận chuyển đến cái cơ quan cần tác dụng lúc đó thì các bạn sẽ thấy rằng là dạ, thuốc phải đạt được cái nồng độ hiệu lực. Ví dụ như là các bạn đang có một cái vết thương nhiễm trùng chẳng hạn, các bạn cho bệnh nhân uống kháng sinh chẳng hạn, thì cái gọi là dạ, cái kháng sinh sau khi đã được chuyển hóa activate rồi thì cái nồng độ của nó phải đạt được đủ ở cái tại cái vị trí mà gì ạ? Ở tại cái vị trí mà cần tác dụng. Và sau đó là gì? Các bạn có thể thấy được rằng là gì ạ? Thuốc sau khi tác dụng xong thì phải được là gì ạ? Chuyển hóa và đào thải ra toàn bộ toàn bộ ra khỏi cơ thể mình. Đó gọi là tính an toàn của thuốc ha các bạn. Thì ngược lại thực phẩm cũng như vậy. Các bạn sẽ thấy là giờ một cái loại thực phẩm hay một loại thức ăn khi các bạn ăn vào đầu tiên cũng là trải qua quá trình tiêu hóa rồi dẫn đến hấp thu. Hấp thu xong dẫn đến là gì ạ? Chuyển hóa.
chuyển hóa xong là dạ, vận chuyển từ từ đến những cái cơ quan cần thiết, tức là dạ, ví dụ như có cơ quan đang cần năng lượng, có cơ quan cần là dạ, axit amin chẳng hạn, có cơ quan đang cần protein chẳng hạn. Rồi sau đó là dạ, khi mà đã hết trách nhiệm, ví dụ như tiến vào cái giai đoạn thoái triển vân vân này nọ, các sản phẩm chuyển hóa khi mà được đào thải thì các bạn thấy là dạ, cũng phải được đào thải ra ngoài cơ thể. Cho nên chính vì thế nên cái góc nhìn mà hiện đây là dạ, dinh dưỡng học hiện đại mà nhìn đối với lại các loại thực phẩm thì nó cũng gần, rất là gần so với lại là dạ, cái góc nhìn của bên khối dược lý. Và các bạn sẽ thấy rằng là dạ, trên cái khái niệm mà về cái giá trị của dinh dưỡng với thực phẩm, với con người và với bệnh tật thì các bạn thấy là nó là cái mối quan hệ hỗ tương, nó tương tương đối là dạ, mối hệ nó có cái chiều là dạ, cộng hưởng cho nhau. Tại vì như các bạn đều biết rằng là dạ, một thuốc khi mà muốn có hiệu quả thì các bạn thấy là dạ, hấp thu chuyển hóa rồi là dạ, vận chuyển thải trừ vân vân, đó là những cái yếu tố cơ bản. Nhưng ẩn đằng sau cái yếu tố đó các bạn thấy được rằng là dạ, khi mình sử dụng thuốc thì bắt buộc là dạ, cơ thể mình phải có đủ năng lượng. Năng lượng là đầu tiên, các bạn thấy rằng là dạ, để một mà vận chuyển một chất đi từ điểm A đến điểm B chắc chắn cần năng lượng. Và các bạn không cần biết là dạ, cần có cái gì đi chăng nữa thì cái yếu tố đầu tiên điều kiện cần vẫn là năng lượng. Tiếp đến là gì dạ, cái chất mang, và chất mang của các loại thuốc thường thường là gì dạ, protein ha các bạn. Chính vì thế nên là dạ, dựa vào cái cơ chế đó các bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng một khi mà bệnh nhân mà dạ, thứ nhất là khi mà bệnh nhân rơi vào cái tình trạng suy dinh dưỡng chẳng hạn, thì lúc đó các thuốc các bạn cho vào đảm bảo một câu luôn là hiệu quả sẽ kém hẳn đi. Và rất nhiều những cái nghiên cứu mà cả về là giờ cái y học mà kinh nghiệm, tức là sinh lý lý giải, cũng như là cái y học mà thực chứng, người ta cho thấy rằng là giờ bệnh nhân mà có suy dinh dưỡng thì cái tỷ lệ tử vong mà giờ liên quan trực tiếp, và người ta xem được là giờ cái vấn đề mà tình trạng dinh dưỡng nó giống như là một cái yếu tố tiên lượng độc lập so với cái khả năng là giờ tử vong của người bệnh. Và chính điều đó cho nên các bạn sẽ thấy rằng là giờ ngành dinh dưỡng bây giờ, đặc biệt cái nói về cái suy dưỡng thì hầu như là giờ người ta sẽ tìm ra những cái bảng, những cái công cụ, những cái bảng kiểm sau này các bạn sẽ học, đó là giờ người ta ước đoán được cái nguy cơ suy dưỡng của người bệnh trước khi là giờ người bệnh người ta rơi vào cái tình trạng suy dưỡng thực thụ ha các bạn, để người ta có cái biện pháp can thiệp từ sớm. Và chính vì thế cho nên là giờ cái câu nói mà của cái ông tổ ngành y đặt cái nền tảng cho tưởng của mình, đó chính là giờ hãy xem thực phẩm như là thuốc và hãy xem là thuốc như là thực phẩm. Và điều đó đúng các bạn, khi mà các bạn nhìn dưới cái góc độ là y học hiện đại, hoặc là các bạn nhìn dưới cái góc độ là gì ạ, ứng dụng. À, mình ôn một tí xíu ha, các bạn thấy là gì ạ, cái quá trình mà từ thực phẩm chuyển sau khi trải qua quá trình chế biến sẽ thành thức ăn, thức ăn sau khi trải qua quá trình tiêu hóa và hấp thu sẽ có được các chất dinh dưỡng. Thì toàn bộ cái quá trình này, trong cái quá trình mà đầu tiên chúng ta lựa chọn thực phẩm là chúng ta đã phải suy nghĩ đến là giờ liệu cái thực phẩm này có dinh dưỡng hay không, nghe nó mơ hồ rồi các bạn. Rồi khi mà có cái thức ăn này chuyển hóa ra thành các chất dinh dưỡng, vậy thì cái dinh dưỡng của thức ăn nó như thế nào, và liệu rằng cái quá trình mà chế biến thực phẩm thành thức ăn thì cái dinh dưỡng nó có thay đổi gì nhiều không, thành phần như thế nào, và mình làm sao mình đánh giá được một cái thực phẩm nào là tốt, thực phẩm nào là xấu. Mời các bạn. Đó. Thì tất cả mọi thứ giống như anh nói đó, nó mang một cái chiều hướng đó là dạ, mang tính tương đối à các bạn. Nhưng mà khi các bạn hiểu được rằng là dạ, à nó mang tính tương đối như vậy, nhưng mà cái lúc mà giờ dạ, các bạn đào sâu và suy nghĩ, bắt buộc là các bạn mình phải hiểu rõ được cái cơ chế. Cũng giống như là dạ, ví dụ như anh hay cái câu mà anh hay thường nói, ví dụ như là những cái bạn anh chị học viên thường hỏi anh á là trường hợp như thế nào, trường hợp kia làm như thế nào, thì anh cứ bảo là dạ tùy tùy từng trường hợp, và anh sẽ giải thích ra là dạ tùy từng trường hợp nào mình nên làm những cái gì ha các bạn. Tức là mình không khóa mình trong một cái kiến thức nào đó quá cứng nhắc, nhưng mà bên cạnh đó là dạ mình cũng phải mở rộng ra, mình hiểu được về cái cơ chế, thì khi đó các bạn sẽ thấy rằng lúc mà mình học mình sẽ rất dễ để nhớ bài. Môn dinh dưỡng này là cái môn mà dạ, giúp cho các bạn connecting. Các bạn thấy mà nãy giờ từ cái buổi học đầu tiên đến buổi học thứ hai này nhỉ, dạ, anh nói những cái môn cơ bản cơ sở gì đó là dạ, giống như kể là một câu chuyện.
cho các bạn ha. Rồi thì trở lại bài chính. Như vậy thì là dạ, đối với thức ăn hay thực phẩm gì đó, vậy thì yếu tố nào sẽ là yếu tố quyết định tạo nên cái giá trị dinh dưỡng này? Ví dụ như một người nào đó đến quảng cáo với các bạn, tôi có một loại thực phẩm best choice, best of the best các bạn, thì cái loại thực phẩm đó là gì ạ? Mang ý nghĩa gì, và liệu rằng mình có tin không, và làm cách nào để mình chứng minh được điều đó đúng hay là điều đó sai các bạn đó. Thì đơn giản khi các bạn đề cập đến cái gọi là gì ạ? Giá trị dinh dưỡng của một loại thực phẩm, thì luôn luôn các bạn sẽ phải là gì ạ? Đề cập đến ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên tức là dạ, thành phần dưỡng chất, tức là cái thực phẩm mà người ta đem đến cho bạn đó, đó là cái thực phẩm nó như thế nào, nó cấu tạo bởi những chất gì à, các bạn, ví dụ như là hàm lượng đường bao nhiêu, hàm lượng chất béo bao nhiêu, hàm lượng protein bao nhiêu, và đó chỉ là dạ, cái cơ bản nhất là dạ, những cái chất sinh năng lượng. Kế đến đó ví dụ như là kẽm nè, đường kẽm nè, rồi selen nè, rồi những cái chất mà vi chất dinh dưỡng. Các bạn cũng xem, ví dụ như cái vitamin, trong đấy có vitamin C không? Trong đấy có vitamin B1 không? Trong đấy có các cái loại multivitamin khác không? Các bạn, đó. Tức là dạ, mình phải nhìn, đầu tiên là nhìn được cái thành phần dưỡng chất đó. Và tiếp đó thì các bạn sẽ phải hiểu được rằng là dạ, những cái dưỡng chất này, dinh dưỡng cơ bản của chúng ta chỉ đơn giản là gì? Khi mà các bạn cầm một cái dưỡng chất đó, các bạn phải hình dung ra được là cái chuyện đó là gì? Cái dưỡng chất đó vô cơ thể thì tình huống nào nó sẽ là phù hợp, tình huống nào sẽ không là phù hợp mà các bạn, giống như là cái kiến thức hóa sinh của chúng ta về thực dinh dưỡng là đều develop từ những cái ngành cơ bản hóa sinh rồi sinh lý vân vân. Các bạn thấy anh giảng bài khá là đơn giản, cũng đâu có dùng những kiến thức cao siêu đâu các bạn. Rồi đó là yếu tố đầu tiên khi mà mình nhìn về cái thành phần dưỡng chất, tức là cái giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, đó là mình phải xem được cái, các bạn phải đọc được cái nhãn, ít nhất các bạn đọc được cái nhãn, hoặc là gì à? Các bạn biết được là thành phần dưỡng chất cái thực phẩm người ta đem đến cho các bạn nó có những cái chất cơ bản gì. Rồi tiếp đến mình sẽ phải hình dung ra được cái chuyện đó là gì à? Giá trị sinh học của cái dưỡng chất có trong cái thực phẩm đó, đó là gì? Giá trị sinh học thì được biểu hiện bởi những cái yếu tố là gì? Tương tác, thực tế nó là tương tác giữa cái chất dinh dưỡng đó với lại cơ thể con người, và tương tác giữa chất dinh dưỡng với chất dinh dưỡng trong bối cảnh này gì? Chuyển hóa con người, nó y chang như là gì? Dược lý à các bạn, chính xác là gì? Cái giá trị sinh học của dưỡng chất này nè, nó còn có một cái kỳ quặc khác là gì? Các bạn cứ hình dung ra là các bạn sẽ biết là, tức là sinh khả dụng của cái dưỡng chất đó ha các bạn, tức là giống như sinh khả dụng của thuốc ha các bạn, nghe vui không ạ? Cũng lại là từ kiến thức từ là gì à? Dược lý ha, toàn những kiến thức gần gũi không à các bạn, những ký ức không thể nào quên được ha, dược lý ha, sinh khả dụng của thuốc ha. Rồi tiếp đến là các bạn sẽ còn có nữa là gì à? Cái mức độ an toàn, tại vì một cái thực phẩm mà được xem là tốt thì ít nhất thực phẩm đó là gì à? Không không được có cái khả năng là gì à? Gây hại cho cơ thể. Nhưng mà cái mà gọi là gây hại á, nó cũng chỉ mang tương đối. Có những thực phẩm á, trong điều kiện này rất là phù hợp. Nhưng mà khi mà chuyển qua một cái điều kiện khác, cái tự nhiên là gì à? Nó có bắt đầu là nó bộc lộ ra những cái thuộc tính mà cảm thấy nó rất là kỳ lạ. Tức là nói chung là nó sẽ gây hại cho cơ thể. Anh lấy một ví dụ đơn giản thôi. Các bạn biết món nước yến mà. Các bạn biết món nước yến đúng không? Nước yến thì các bạn nhìn thấy là cái thành phần carbohydrate nó tương đối là nhiều ha các bạn, nhưng mà cái khả năng của nước yến nó còn có một khả năng nữa là gì ạ? Làm tăng đường huyết, có cái này là chắc chắn, tức là cái nước yến mà nước lon nhĩ yến á đó, các bạn thấy là cái nước lon nhĩ yến á rất là lùng, nhưng mà đối với người bị đái tháo đường các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Nếu như họ uống một lon nước nhĩ yến, bên nội tiết là coi như là la hoảng lên là cái chuyện là gì ạ? Kiểm soát đường huyết không tốt này nọ này kia, đường huyết dập dìu. Nhưng mà cũng là bệnh nhân đái tháo đường đó, đến khi là giờ đến khi mà họ bị hạ đường huyết, các bạn đang cần là nâng đường huyết lên một cách nhanh chóng, vậy thì thực phẩm nào các bạn sẽ là lựa chọn? Lại là lon nước yến. Cùng là một lon nước yến, hai trường hợp cùng trên một đối tượng, chỉ khác nhau về thời điểm, chỉ khác nhau về hoàn cảnh, bộc lộ ra là cái thuộc tính tốt xấu khác nhau. Cho nên là giờ anh cứ hay nói là giờ tùy từng trường hợp, mình hiểu rõ được kiến thức về mặt cơ bản
và các bạn nắm rõ được về mặt cơ chế. Đúng trường hợp đó, đi theo đúng cơ chế, các bạn sẽ vượt qua nhẹ nhàng. Nhưng mà giờ mình lại không biết về cái cơ chế đó, mình lại là giờ cứ bảo nó là xấu, cách xa nó ra. Tới lúc có những tình huống là giờ mình lại quá bị bó hẹp, phải các bạn. Thực tế ra khi các bạn mà giờ có được cái khả năng nghiên cứu khoa học hay các bạn ấy gì, các bạn đọc những cái tài liệu, các bạn sẽ thấy rằng là giờ cái cách họ viết, và đặc biệt những cái tạp chí lớn ví dụ Nature chẳng hạn, hoặc là bạn nào mà không cần đến Nature đâu, các bạn đọc cái là giờ Harrison. Harrison kỳ thực là giờ viết về cái principle of medicine, tức là nguyên lý của nội khoa ha các bạn. Không có gọi là bàn luận gì quá là đúng hay quá là sai, mà chỉ là trong trường hợp đó nó sẽ ra được cái gì và cái cơ chế chính trong cái việc đó là gì ha các bạn. Đó. Thế thôi ha các bạn, khá là đơn giản. Vậy thì yếu tố cấu thành nên thành phần dưỡng chất cho một thực phẩm thì mình sẽ có gì ha? Có những chất dinh dưỡng cơ bản, ví dụ như đường, đạm, béo, rồi chất xơ, các cái vitamin và chất khoáng. Chất dinh dưỡng thì các bạn cứ nhớ lại là chia theo các cái nhóm, ví dụ như là đa lượng và vi lượng, rồi nhóm sinh năng lượng và nhóm không sinh năng lượng các bạn. Rồi. Yêu cầu đối với một cái thực phẩm nói chung tương đối là mình phải thấy là có đầy đủ các chất dinh dưỡng và cái tỷ lệ của nó tương đối ở mức tương đối các bạn. Vậy thì chúng ta đến cái yếu tố thứ hai, cái gọi là giá trị sinh học của một dưỡng chất, hay giống như là sinh khả dụng của một thuốc các bạn, thì nó sẽ biểu hiện như thế nào? Thì trong cái hình sơ đồ này các bạn thấy được rằng là khi thực phẩm mà chúng ta lựa chọn chúng ta ăn vào cơ thể, chúng ta ăn vào thôi, qua qua một bữa ăn tiêu hóa thu bước đầu là toàn bộ cái quá trình giống như là chúng ta uống một viên thuốc thôi các bạn, tức là tiêu hóa hấp thu chuyển hóa thải trừ vận chuyển vân vân Thì các bạn thấy rằng là cái giá trị sinh học nó sẽ được bộc lộ ra bởi các cái yếu tố như bốn yếu tố chính này. Yếu tố đầu tiên là khả năng tiêu hóa, tức là khi cái thực phẩm các bạn cho vào cho cái đối tượng mà được ăn, hoặc là các bạn nhìn cái thực phẩm đó, thì các bạn thấy là khi mà người sử dụng, cái đối tượng là người sử dụng, thì cái người sử dụng cái loại thực phẩm này khả năng tiêu hóa của họ đến đâu. Tại vì nếu như mà hệ tiêu hóa của họ bị block chẳng hạn, thì liệu rằng là cái nó có gây nên cái trục trặc gì trong cái chuyện là tiêu hóa cái thực phẩm này hay không ha các bạn. Hệ tiêu hóa nếu như không được đảm bảo thì đó là không có cái điều kiện cần để bắt rồi chuyển sang được cái khả năng là hấp thu, đặc biệt là đối với những cái là chất dinh dưỡng mà chúng ta sử dụng qua đường miệng. Ngoài ra thì ngành dinh dưỡng nếu mà đi chuyên sâu nó còn dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch nữa ha các bạn, y chang thuốc không có gì khác luôn ha các bạn. Đầu tiên mình xét đến này khả năng tiêu hóa, phải hệ tiêu hóa phải có khả năng tải được thì mới bắt đầu là mới bắt đầu bàn đến chuyện là tiêu hóa được những cái loại thực phẩm hay là chất dinh dưỡng này nọ các bạn đưa vào cho cơ thể người bệnh. Tiếp đến giá trị sinh học của chất dinh dưỡng sẽ thể hiện ở cái tỷ lệ hấp thu. Khi nói đến tỷ lệ hấp thu thì anh cứ hay nói là câu chuyện là giữa brand name với lại generic ha các bạn. Các bạn biết không ạ? Thuốc brand name và thuốc generic, tại sao giá thành khác nhau như vậy? Và tại sao rõ ràng mình thấy là công dụng nó khác nhau? Tức là một viên thuốc X chẳng hạn, và cái hãng đó generic sản xuất, uống vào rất là khỏe, thậm chí là một viên uống cái tỉnh táo hoàn toàn luôn ha các bạn. Còn cũng là một viên thuốc Y, cũng là có hàm lượng cũng như vậy, nhưng mà uống vào thì thuộc hạng generic, tức là sản xuất lại, thì lúc đấy mình thấy là không hiệu quả. Lý do vì sao các bạn? Vì thực tế ra thì các bạn thấy là cái thành phần cơ chất chính thì sẽ được công bố hàm lượng đầy đủ, nhưng cái mà yếu tố quyết định đến cái một thuốc nó hiệu quả nó cỡ nào, nó chính là cái 1%, nó còn không chiếm tới 1% khối lượng, đó là cái cofactor, cái yếu tố giúp cho hỗ trợ cái khả năng hấp thu, và điều đó chính là tạo nên cái sự khác biệt giữa generic với lại brand name à các bạn. Và khi công bố, người ta sẽ công bố cái thành phần có công dụng chính tác động tối đa, nhưng cái thành phần bổ trợ mới là yếu tố quyết định cho cái tỷ lệ hấp thu. Và cái yếu tố quyết định tỷ lệ hấp thu thì các bạn biết rồi, ví dụ như là có khi mình uống 10 viên thuốc không bằng là
một viên thuốc brand name, tại vì cái tỷ lệ hấp thu của nó là gì ạ? Nó quá chênh lệch chẳng hạn như vậy. Thì ngược lại, khi mình khảo sát về các phần chất dinh dưỡng của bạn, mình nhìn cái giá trị sinh học là liệu rằng cái chất đó khả năng hấp thu vào cơ thể được như thế nào, và cái khả năng hấp thu đó nó còn là gì ạ? Ảnh hưởng không phải chỉ với là tương tác giữa cái chất dinh dưỡng đó với cái hệ tiêu hóa của mình, mà còn là bởi vì cái chất dinh dưỡng đó với các chất dinh dưỡng khác xung quanh. Lát nữa các bạn sẽ thấy. Tiếp đến đó là khả năng chuyển hóa của cái chất dinh dưỡng đó, và cuối cùng đó là khả năng sử dụng. Khả năng chuyển hóa là chuyển hóa ra được các cái sản phẩm cần thiết và đào thải đi những sản phẩm không cần thiết. Khả năng sử dụng thì các bạn biết rồi ha, thế là công dụng của cái thực phẩm đó làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy là nguyên một bột đạm whey chẳng hạn, sử dụng nó cho cái việc gì, có tăng cơ được không các bạn, và tăng cơ của nó theo cơ chế nào, có là phải là giảm thoái hóa khối cơ không hay là tăng khối cơ thực sự thôi các bạn. Đó là thú vị ha các bạn. Rồi ở đây thì bàn luận cho các bạn một chút xíu, mở rộng ra cho các bạn về cái khả năng tiêu hóa hay còn gọi là digestion. Thì hệ tiêu hóa của các bạn sẽ thấy là gì ạ? Trong cái hình này có hai có ba vấn đề chính để cho các bạn biết. Vấn đề thứ nhất thì các bạn thấy là gì ạ? Tùy theo cái tình trạng cơ thể mà hệ tiêu hóa của chúng ta sẽ đáp ứng với lại cái hoạt động dinh dưỡng như thế nào. Các bạn thấy là giờ cũng là giờ một bữa ăn chẳng hạn cùng mức năng lượng đi, nhưng mà giờ cái hệ tiêu hóa của một người mà giờ đang bệnh, người ta là giờ cái khả năng tiêu hóa nó giảm sút xuống quá nhanh, cái hệ quả là giờ phải ăn qua đường sông, ăn qua đường là giờ lỏng ha các bạn, tức là ăn các loại thức ăn lỏng. Trong khi đó như là giờ cái một cái chú tập gym cơ bắp cuồn cuộn khỏe mạnh cuộc sống bình thường, các bạn thấy là giờ ăn một cái bữa ăn rất là thoải mái, cũng cùng mức năng lượng 1.000, 2.000, 3 kilocalo, thậm chí là giờ lên đến 1.800, 1.900 kilocalo ngày vẫn có thể là giờ bình thường nữa các bạn. Đó là hình ảnh thứ nhất, tức là cái khả năng tiêu hóa nó phụ thuộc rất lớn vào cái tình trạng sinh lý và bệnh lý của cơ thể con người. Rồi đến cái hình kế bên thì các bạn có thể thấy được là gì ạ? Chính xác là cái hoạt động về tiêu hóa. Đầu tiên các bạn thấy là giờ hình ảnh nhìn thấy là hoạt động thể tiêu hóa một chiều rồi, từ miệng xuống đến là giờ hậu môn mà các bạn, tức là đi ra một chiều duy nhất. Và ở đây thì các bạn thấy một cái điều kỳ diệu của hệ tiêu hóa, tức là cái hoạt động tiêu hóa của cơ thể, đặc biệt là cái hoạt động mà chế tiết ra cái enzyme. Thì trong cái hình này các bạn có thể thấy được rằng là giờ ở các loại thực phẩm và nước uống cung cấp vào đường miệng cho cái cơ thể của mình là vào khoảng 2 lít. Vừa ở khoang miệng là đã hòa tan với lại là giờ khoảng 1.500 ml. Và sau đó khi mà đến cái khu vực là giờ dạ dày thì các bạn thấy là giờ lên đến khoảng dạ dày chúng ta tiết ra khoảng 1.500 ml nữa, tức là 1,5 lít nữa. Thì tổng lượng dịch là giờ khoảng đến là được 5 lít. Và cứ thế là giờ đi qua cái khu vực đầu tá tràng xong đến là dạ đầu hổng tràng, tổng lượng dịch lên đến là dạ 9 lít. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây các bạn nhìn thấy được một yếu tố khá là thú vị, đó là giờ một cái thực phẩm X nào đó các bạn ăn, ví dụ như là ăn một viên kẹo chẳng hạn, hoặc là các bạn ăn miếng vui cái lời ví dụ như miếng bánh chưng chẳng hạn, à cái một trong cái món mà gọi là cao năng lượng mà gọi là món năng truyền thống của người Việt Nam đó là bánh chưng, mà lại bánh chưng chế biến theo cách là chiên, bánh chưng chiên nha các bạn ăn vào một miếng bánh chưng chiên, các bạn biết rằng là gì, đối với một cái thực phẩm mà có khối lượng rắn như thế lại cộng thêm với lại cái áp thấu nó cao như thế, đáng lẽ là giờ kéo nước rồi cái khả năng hấp thu sẽ phải kém, mà lý do tại sao mà giờ cơ thể chúng ta vẫn hấp thu được nguyên miếng bánh bánh chưng chiên không khiến cho các bạn bị tiêu chảy, đơn giản đó là gì ạ? Bởi vì khi cái miếng bánh chưng đó là gì ạ? Nó sẽ được đến được cái đoạn là gì ạ? Ruột non là đã hòa loãng với khoảng 10 lít dịch. Đúng không ạ? Và chính vì thế cái thể tích của nó lên đến khoảng là gì ạ? Gần 10 lít. Các bạn cứ nghĩ là giờ một miếng bánh chưng nhỏ xíu được hòa loãng cùng với lại 10 lít dịch thì lúc đó nó tạo nên thành cái hỗn hợp thì giống như là vũ trụ. Chưa kể nó là gì ạ? Các cái enzyme có cái hoạt tính sinh học nó giúp cho là gì ạ? Cái quá trình tiêu hóa được thuận lợi. Và đến sau đó thì là giờ qua cái đoạn ruột non thì ruột non có cái khả năng hấp thu mà tải kinh khủng không, mà tái hấp thu là đến là khoảng 7 lít 8.
7 lít 8. Và sau đó là gì ạ? Cái hồi lưu nó đi đến là gì ạ? Cái đại tràng. Đại tràng hấp thu khoảng là gì ạ? 1 lít 2 còn lại. Và cuối cùng là gì ạ? Thào thải qua đường nước mà mất qua đường hậu môn là gì? Chỉ còn khoảng là gì ạ? 150 ml và mất qua đường phân. Như vậy thì hình ảnh này cho chúng ta biết thông tin gì? Cho chúng ta biết hai thông tin và hai ứng dụng khá là quan trọng. Ứng dụng đầu tiên đó là gì ạ? Hệ tiêu hóa của chúng ta không phải là tiêu hóa theo kiểu là hấp thu chủ động, mà là nó phải hòa loãng ra sau đó mới là hấp thu, hiểu không ạ? Chính vì thế nên thức ăn càng bổ, càng cao năng lượng, càng áp suất thẩm thấu càng cao, càng rắn, thì hệ tiêu hóa chúng ta tiết ra càng nhiều dịch trước khi tiến vào cái pha hấp thu, đúng không ạ? Chuyện thứ hai đó là gì ạ? Chuyện thứ hai chính là cái mà dưỡng chất, mà cái dịch dưỡng chất mà hấp thu ở tại khu vực ruột non hầu như là dạ, cái dung dịch nó tương đối là đặc trương hoặc là dạ, nó hơi nhược trương một chút xíu, nên là dạ, tế bào vi trong bao ruột có khả năng tải gần hết. Ở phía trên là dạ, đã được tiêu hóa hòa loãng, ở phía dưới thì là dạ, được hấp thu. Ứng dụng của hai kiến thức này cho chúng ta biết điều gì? Cho chúng ta biết một chuyện đó là dạ, nếu các bạn sau này, những bạn nào đi theo ngoại khoa hoặc là chăm sóc người bệnh ngoại khoa chẳng hạn, có mở cái hậu môn nhân tạo, mà mở hậu môn nhân tạo cao chẳng hạn, dùng mở ngay ở cái khúc này đi chẳng hạn, ngay cái khúc mà giai đoạn đầu của hổng tràng, thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng là giờ nếu như mà các bạn cho người bệnh này ăn một cái lượng là giờ thức ăn rắn và cái áp suất thẩm thấu cao, hệ quả là giờ các bạn cho người ta ăn là 2 lít, có khi là giờ thất thoát vào cái hậu môn nhân tạo mà giờ các bạn mở ngay cái khúc đầu ruột non, nó có thể là lên 4-5 lít. Lúc này thì các bạn cần phải rất cẩn thận, tại vì là gì ạ? Lợi ích của việc ăn uống nó sẽ không có lợi ích. Lý do vì sao? Càng ăn nhiều càng thất thoát dịch nhiều. Các bạn cho người ta ăn 2 lít người ta mất 4 lít, các bạn cho người ta ăn 6 lít người ta mất đi 12 lít, các bạn kinh khủng như vậy. Cho nên khi cái gì mà mình can thiệp mình thấy nó không hiệu quả, chậm lại suy nghĩ về mặt cơ chế. Và có rất nhiều người người ta suy nghĩ theo cái cơ chế này mới vui nữa, tức là dạ, đây là điều có thật khi mà anh chứng kiến cảnh tư vấn dinh dưỡng của khối ngoại. Tức là dạ, khi nhìn thấy là cái hormone nhân tạo nó ra dịch như vậy, ta mới khuyên là dạ, thôi đừng ăn lỏng đó, ăn rắn, ăn thức ăn rắn. Và các bạn thấy là dạ, khi ăn những thức ăn càng đặc, càng rắn, nó lại là dạ, càng kích thích cái hệ tiêu hóa của mình tiết dịch. Tại vì rõ ràng là thức ăn đặc thì cần phải là dạ, lượng dịch nó nhiều hơn để mà dạ, đến cái đầu ruột non này có thể hấp thu được. Hệ quả thất thoát dịch càng nhiều hơn. Đó là một quan điểm sai. Cái gì sai mà liên quan đến tính mạng người bệnh phải nói ha, các bạn, sai cơ chế. Lúc này đối với người bệnh, chuyển qua hết tất cả những thức ăn gì ạ? Lỏng, dễ hấp thu và xử lý men trước được càng tốt. Để là gì ạ? Mình chỉ cần là ở ngay cái khúc này thôi là có khả năng hấp thu được bớt, và cái gánh nặng của hệ tiêu hóa nó càng giảm bớt thì càng tốt. Nếu như thấy vẫn còn là giờ trên vên quá, ngay lập tức bù lại đường dịch thất thoát bằng cái đường tĩnh mạch. Và nếu như thấy không thấy cái lợi của cái việc là ăn uống theo, theo đường miệng, tốt nhất chuyển qua dinh dưỡng. Cái này tính toán phương án giải quyết tiếp theo à, các bạn. Đó, đó là cái lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai đó là gì ạ? Lưu ý thứ hai nằm ở chỗ đó là nếu như cũng là với một bệnh nhân này mà người ta mở thêm hormone nhân tạo ra, ta lại mở là gì? Cái đường nuôi dưỡng, cái đường nuôi dưỡng qua sông, và đặc biệt là gì? Đặt sông hổng tràng. Thì nếu như đối với các bạn, khi mà các bạn tiếp cận một bệnh nhân mà nuôi dưỡng qua sông hổng tràng như vậy, thì lưu ý rằng là gì? Cái thức ăn chúng ta đưa vô trong cái hổng tràng của bệnh nhân là thức ăn phải là gì? Loãng, lỏng, và đồng thời với việc là đã xử lý men trước rồi. Tại vì các bạn thấy không ạ? Đúng theo cái sinh lý của hệ tiêu hóa là thức ăn khi đến đây hòa loãng với gần 10 lít dịch, cộng thêm với việc là giờ nó được xử lý men gần như hoàn toàn, và chúng ta thấy là đến đoạn đầu hỗn trạng này chỉ còn có những cái đường phân thôi. Do đó
nuôi dưỡng bệnh nhân mà nuôi ngay qua sông Hồng Tràng. Cẩn thận nha à, các bạn, các chế phẩm xài đừng đừng quá ham, mà giờ thấy có cái đường sông mà chúng ta cứ thế đổ những cái chất bổ vào, chúng ta gọi là bổ, ví dụ như là sữa cao năng lượng này nọ, nghe dữ dội lắm. Đến lúc là giờ bệnh nhân tiêu hóa hấp thu không nổi, bắt đầu là giờ tiêu chảy, nó lại mất đường dịch ở phía dưới này nữa, và kết quả thì vậy, mình lại còn đang làm hại cho bệnh nhân và các bạn. Cho nên là đây là cái lưu ý thứ hai, khi thấy một cái tình huống gì đó bất thường, nó trái với những cái gì các bạn suy nghĩ, tốt nhất nên là chậm lại, xem cơ chế của nó như thế nào, rồi cứ chậm rãi lại. Những gì mà càng có nguy cơ nguy hiểm thì càng giãn cách nó ra, và đặt những cái là gì ạ, những cái yếu tố kiểm soát, liệu rằng mình nghĩ như thế này mình can thiệp có đúng hay không, và chậm đi một chút xíu thì có được hay không. Đó đó là yếu tố giúp cho các bạn gọi là chính xác là bình an vượt qua bão tố đó các bạn. Đó, kinh nghiệm chỉ có gửi gắm lại các bạn, tại vì đi lâm sàng gặp rồi ha, gặp những tình huống như vậy rồi. Rồi, đối với cái việc mà gọi là khi nói về cái tỷ lệ hấp thu thì các bạn cũng thấy là giờ đối với tỷ lệ hấp thu thì ví dụ như là thực phẩm giàu sắt, nhóm thực phẩm giàu sắt thì có gặp ở cả những cái thực phẩm mang cái là giờ có nguồn gốc từ động vật và thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Tuy nhiên các bạn khi khảo sát lại, các bạn thấy là giờ sắt gắn ở trong các cái thực phẩm mà thực vật chỉ có là giờ sắt nông ham, tức là không có gắn với protein. Nhưng lượng sắt này chiếm tới 90% khẩu phần. Tuy nhiên khi hấp thu chỉ có được có 5%. Hệ số hấp thu là gì ạ? Nằm chỉ cho 90% à, các bạn. Trong khi đó các bạn thấy là gì ạ? Đối với những cái nguồn thực phẩm dầu sắt mà sắt lại là gì ạ? Sắt liên hợp với lại ham, và đặc biệt là gì ạ? Protein nó có gắn sẵn rồi, với lại là gì ạ? Cái giống mà thịt động vật này đó. Lượng sắt này chỉ có chiếm là gì ạ? 10% khẩu phần thôi. Nhưng cái hệ số hấp thu của nó lên tới là 25%, vượt qua cái điều mà mơ ước ha các bạn. Cho nên là giờ cái góc nhìn của dinh dưỡng không phải chỉ có nhìn mỗi về cái thành phần hay cái hàm lượng, còn nhìn về được cả là giờ cái tỷ lệ hấp thu à, các bạn. Đây là một cái ví dụ. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái khả năng chuyển hóa nữa ha các bạn. Thì yếu tố mà gọi là nền tảng cho mọi cái hoạt động đó chính là hoạt động chuyển hóa năng lượng. Và khi nói về hoạt động chuyển hóa năng lượng thì các bạn liên quan đến một cái hệ số là gì ạ? Của ông Lavoisier, chạy đèn ngành dinh dưỡng học hiện đại nha các bạn. Thì đó là liên quan đến là gì ạ? Cái chuyển hóa cơ bản. Chuyển hóa cơ bản của con người thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và đó chính là cái nền tảng để mình tính toán được nhu cầu năng lượng của một người như thế nào. Bởi vì cơ bản là một con người thì khi họ cần năng lượng để vận động này kia, thì cái năng lượng mà dành cho các hoạt động sống là cái năng lượng tối thiểu cần phải có. Và khi mà cái năng lượng này mà tăng lên hay là giảm đi gì đó, nó sẽ có cái hệ số và nó ảnh hưởng lên toàn bộ tổng nhu cầu năng lượng của cơ thể con người. Và các bạn có thể thấy là gì ạ? Các yếu tố mà ảnh hưởng lên cái chuyển hóa cơ bản này, yếu tố đầu tiên đó là gì ạ? Tuổi, giới, ha các bạn. Ví dụ giới tính nam, cái thành phần cơ thể khối lượng cơ nhiều, dẫn đến là giờ cái chuyển hóa cơ bản tăng cao. Hoặc là giờ đối với phụ nữ thì các bạn có thể thấy là phụ nữ có thể đánh bại đàn ông trong cái chuyện là giờ chuyển hóa cơ bản nó tăng cao khi là giờ đang trong thời kỳ có thai à các bạn, cái hệ số chuyển hóa tăng cao lắm. Hoặc là giờ nhất là trong giai đoạn mà bắt đầu chuyển qua giai đoạn cho con bú à các bạn. Đó, tiếp nữa thì còn một số những cái bệnh lý khác, ví dụ như là giờ những cái bệnh lý mà tuyến giáp chẳng hạn, những cái bệnh lý nó liên quan đến thần kinh, hưng phấn thần kinh à. Một số loại thuốc cũng có thể có khả năng là dạ, ảnh hưởng lên cái hoạt động chuyển hóa à, lấy ví dụ như là thuốc điều trị mà dạ, thuốc mà an thần, hoặc là dạ, thuốc chống trầm cảm vân vân này nọ, có thể là dạ, làm cho người bệnh mơ màng để giảm cái chuyển hóa đi. Một số các loại thuốc khác thì cũng có khả năng là dạ, tăng chuyển hóa à, các bạn. Đó, ví dụ như là dạ, hormone giáp giáp nhân tạo à, các bạn có rồi. Một số những cái yếu tố như là dạng về chủng tộc có ảnh hưởng, và càng cao tuổi thì cái hệ số chuyển hóa càng, tức là cái chuyển hóa cơ bản mình càng giảm à, tức là cái nhu cầu năng lượng của mình cũng giảm theo. Khả năng sử dụng à, ở đây các bạn thấy cái hình ảnh này, tức là giờ
đối với một cái người bệnh, các bạn sẽ thấy là giờ ngoài cái năng lượng là giờ cái các chất dinh dưỡng mình cung cấp cho người ta, thì ngoài với cái mục đích là duy trì sự sống rồi đảm bảo công việc này nọ hay là đảm bảo hoạt động này nọ, thì còn cái có một cái phần đó là sử dụng cho cái mục đích là lành bệnh ha các bạn. Các bạn nhớ rằng là bị bệnh cũng là một quá trình và lành bệnh nó cũng là một quá trình ha các bạn. Rồi. Tiếp đến là chúng ta có một cái tác dụng hỗ tương trong cái hấp thu dưỡng chất. Thì cái tác dụng hỗ tương trong cái hấp thu dưỡng chất thì nó cũng tương tự, khá là gần giống với lại cái khái niệm này tương tác thuốc ha các bạn. Tương tác giữa chất dinh dưỡng với chất dinh dưỡng thì đây là tương tác thuốc với thuốc thì gần gần giống nhau. Thì đầu tiên chúng ta vào một cái niệm đó là chất hỗ trợ hấp thu. Thì cái chất hỗ trợ hấp thu đây là cái chất giúp cho sự hấp thu từ ruột vào máu được nhanh hơn và hoàn toàn hơn. Trong hình ảnh này các bạn có thể thấy được cái ví dụ đó là gì ạ? Ví dụ giữa cái tế bào vi dung mao của ruột. Trên tế bào vi dung mao của ruột ở phía mặt tay trái, màn hình các bạn nhìn thấy là gì ạ? Đó là cái mặt của cái bề mặt vi dung mao hướng về phía lòng ruột. Mặt bên tay phải thì các bạn thấy cái màu đỏ này là gì ạ? Cái mặt về phía là gì ạ? Cái mạch máu, cái mao mạch của mạch treo mà ruột của chúng ta. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái quá trình hấp thu chất dinh dưỡng kỳ thực là chất dinh dưỡng từ trong khu vực lòng ruột, tức là từ trong cái phần bên phải sẽ phải làm cái nào đó đi được qua cái phần là từ phần bên trái sẽ làm sao đi qua đó được cái phần bên phải. Và trong số các cái chất mà hấp thu thì các bạn thấy là có chất sắt Fe3 cộng. Fe3 cộng thì không thể năng là trực tiếp hấp thu được mà phải chuyển thành trạng sang thành Fe2 cộng, tức là cơ thể chúng ta chỉ có thể được thì hấp thu cái ion sắt 2 thôi. Và cái quá trình mà chuyển được sắt 3 thành sắt 2 thì là sẽ được tăng cao, tăng cái hiệu suất lên khi có cái là từ có mặt của acido, tức là acid ascorbic, tức là vitamin C. À, các bạn kiến thức academic thì có vẻ nó ghê gớm vậy, nhưng mà đến khi mà các bạn phiên dịch ra cái yếu tố cơ bản này, các bạn lấy một cái ví dụ là gần sát với thực tế, các bạn thấy là sắt có nhiều trong gì ví dụ như miếng thịt bò này chẳng hạn, có nhiều sắt không ạ? Sắt có hay không ạ? Có. Vậy thì món bò mà chấm với lại muối tiêu chanh chẳng hạn, bò chấm muối tiêu chanh, các bạn thấy rằng là có đầy đủ những cái yếu tố trong cái hình này ha các bạn. Rõ ràng là có mặt của axit ascorbic hay là vitamin C, có thêm nữa là thành phần sắt 3, và khi hai thành phần này có mặt với nhau thì là giúp cho cái quá trình là giúp cho cái quá trình hấp thu sắt trở nên nhanh hơn, hoàn toàn hơn. Và vì vậy cho nên là các bạn cứ nghĩ đến món bò bò chấm muối tiêu chanh, các bạn hình dung ra chuyện là hấp thu sắt đơn giản ha các bạn. À, không có vấn đề gì quá khó khăn đúng không ạ? Dễ nhớ bài. Rồi, một số những chất mà hỗ trợ hấp thu trong tự nhiên các bạn có thể thấy có, đó là vitamin C có trong rau trái tươi. Chất béo thì ví dụ như trong dầu mỡ là các bạn có thể thấy được rằng là dầu mỡ đó là cái dung môi hòa tan cho các vitamin tan trong dầu, ví dụ như là ADK hỗ trợ cho cái quá trình hấp thu tự nhiên. Rồi hay như là đôi bạn cùng tiếng là phosphor và canxi các bạn, hoặc là như glucose tinh bột các bạn. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái chất mà ức chế hấp thu, nó cũng giống như tương tác thuốc có khả năng ức chế. Thì cái chất ức chế hấp thu thì thường nó có cái cơ chế đó là giảm cái sự hấp thu từ ruột vào máu bằng cái cơ chế là kết dính với lại trung hòa. Và một số những cái chất ức chế hấp thu tự nhiên trong thực phẩm các bạn thấy là gì? Ví dụ như tannin trong trà, rồi tinh bột, nó có khả năng ức chế hấp thu sắt. Và chính vì thế cho nên là đối với những cái bệnh gì, đối với những người mà khi mà người ta ăn xong mà thường hay thưởng trà nhanh lẹ liền thì nguy cơ đó là làm cho khó khó có khả năng là hấp thu được sắt, tại vì chúng ta biết rằng là trà đó, cái tannin trong trà đó là chất ức chế hấp thu sắt các bạn. Rồi bên cạnh đó vi diệu hơn ha, đến khu vực vi diệu hơn chúng ta thấy là chất cạnh tranh hấp thu y chang như là động vật đối vật của dược lý các bạn thấy không ạ? Ví dụ như chúng ta thấy đồng và kẽm là gì? Có cùng là gì? Có cùng một cái protein mang là protein MT. Chính vì thế nên là nếu như cùng xuất hiện đồng và kẽm thì giai đoạn đầu là cái hai cái cánh cổng để mà đồng và kẽm
đi vào trong cái biểu mô vi mô ruột, đó chính là gì? Hai cái protein DMT1 với lại CTR1. Hai cái protein này là gì? Khác biệt với nhau, cho nên đồng và kẽm đi vào hai con đường khác nhau. Nhưng khi vào trong tế bào rồi, cái protein vận chuyển lại là protein MT. Nếu như có mặt xuất hiện của cả đồng và kẽm với lại cái hàm lượng, cái số lượng nó tương đối lớn, thì dẫn đến là giờ có xe nhưng không lại giờ số lượng xe không đủ so với hành khách. Và hành khách thì có cả hành khách A, hành khách B, tức là hành khách đồng và hành khách kẽm. Kết quả là giờ hai chất cạnh tranh lẫn nhau và giảm cái hệ số là vận chuyển xuống à, các bạn. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn có là gì? Chất đồng hấp thu, tức là dạng cơ chế bơm chủ động, ví dụ như là glucose và natri, này nghe giống sinh học tế bào à các bạn. Đó, tức là giờ hai cái protein, một cái protein bơm 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 cực lực tạo nên thế năng là protein, là giờ bơm chủ động nghịch bậc thang nồng độ là natri kali, tạo nên cái thế năng là gì? Natri rất cao ngoài. Khi natri cao ngoài xong thì là giờ tế bào muốn chúng ta muốn lấy glucose khá dễ dàng, mở cái kênh là cho natri chảy vô thì glucose cũng đi ké theo và các bạn đó, cơ bản là vậy. Cho nên là giờ cái bơm mà gọi là liên quan đến cái sinh tồn, cái hoạt động của cái protein màng xuyên màng mà nó có giữ vai trò sinh tồn, đó chính là giờ hoạt động của cái protein mà bơm natri kali ha các bạn. Ngoài ra thì còn có cái hoạt động của ti thể nữa ha, nhà máy sản xuất năng lượng của tế bào. Và chúng ta đến cái khái niệm nữa là giờ thực phẩm cung cấp năng lượng rỗng. Thì cái thực ra thì thực phẩm năng cung cấp năng lượng rỗng đây là thực phẩm mà giờ cái nhóm nó chỉ cung cấp các chất sinh năng lượng mà thiếu đi các cái chất vi lượng cần thiết. Hệ quả hao hụt các cái chất dinh dưỡng dự trữ và rối loạn chuyển hóa cái chất từ từ, đó là gây nên cái tình trạng này giờ, đề kháng insulin sương sương các bạn. Thì nói sau một tí về cái này. Có một số các loại thực phẩm này trước kia là bản chất là năng lượng rỗng, nhưng sau khi là người ta xem những cái slide giống như vậy, người ta mới muốn là đưa cái sản phẩm người ta ra khỏi cái sản phẩm là dạng năng lượng rỗng bằng cách người ta là giờ bổ sung thêm các multi vitamin vào. Câu hỏi đặt ra là giờ điều đó tốt hay là xấu? Thứ nhất là giờ bổ sung các vitamin vào thì ở tốt rồi, nhưng mà nếu như mà các bạn lạm dụng, các bạn nghĩ nó không có vấn đề gì và sử dụng một cách gọi là gì ạ, hàng loạt, thì cũng đem lại cái nguy cơ lớn nhất là gì ạ, cái hoạt động tế bào, hoạt động giải độc nó tương đối là gì ạ, nhanh và nhiều, những vấn đề quả là nguy cơ vẫn là gì ạ, lão hóa các bạn. Cái này thì là gì ạ, vẫn còn đang hạn chế trong một số những cái nghiên cứu chưa public ra toàn bộ, nhưng mà cũng chỉ nhắc cho các bạn sơ, tức là đảo qua một tí, cập nhật các kiến thức mới thôi à. Tiếp đến chúng ta còn có lại là giờ phân nhóm thực phẩm và cái tính an toàn của thực phẩm là như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta thấy là giờ, cái nhóm đầu tiên chúng ta khảo sát là gì? Carbohydrate hay còn gọi là chất bột đường. Thì chất bột đường kỳ thực đó là giờ, các phân tử glucose kết hợp thành các cái chuỗi dài ngắn khác nhau. Và khi phân loại thì chúng ta thấy là giờ, đường đơn giản là từ 1 đến 2 phân tử glucose. Đường phức tạp là giờ, trên 2 phân tử glucose. Đường đơn giản là có những monosaccharide ví dụ như là glucose với fructose với galacto. Disaccharide thì chúng ta có nhóm đường đó là maltose, sucrose và lacto. Ví dụ như lacto là dạng cấu trúc của glucose cộng galacto ha các bạn. Còn maltose với sucrose đó là cấu trúc của gì cộng gì? Này trả sát tha rồi, kiến thức quá cơ bản, khoa học cơ bản. Đường phức tạp là trên hai phân tử glucose, tức là tên bột là có trong thực vật. Glycogen thì có trong động vật. Chất xơ thì các cái polysaccharide mà không tiêu hóa được à, vì lý do là enzyme không tìm được cái điểm cắt để mà tiêu hóa. Vai trò của chất bột đường thì các bạn sẽ thấy là gì? Cung cấp năng lượng khoảng 4 kcal cho 1 gram. Cấu trúc nên tế bào và thành phần của các cái men và cũng như là nội tố. Thì đây các bạn có thể thấy là gì? Đối với vai trò của chất bột đường thì đó là cái nguồn năng lượng sạch, tức là cung cấp năng lượng cho ba loại tế bào mà cần thiết, đó là gì? Đầu tiên tế bào hồng cầu. Mình biết tế bào hồng cầu là tế bào gì không? Hình đĩa lõm hai mặt không nhân không bào quang. Hệ quả của cái việc đó là gì? Chuyển hóa trong hồng cầu có khác gì so với chuyển hóa của tế bào bình thường không? Đáp án đương nhiên khác, tại vì là do hồng cầu làm gì có ti thể. Hệ quả của hồng cầu, của việc chuyển hóa của hồng cầu sản sinh ra cái sản phẩm chuyển hóa sẽ là gì? Lactate hả các bạn?
Tức là giờ đi cắt là cái con đường Nội Bài chạy đến là Pirouvát thôi, không chạy được đến thì acetin qua, cho nên là Pirouvát phải bắt buộc chuyển thành lactate. Đối với não thì các bạn cũng thấy vậy ha, và cơ thì cũng vậy, tức là giờ não và cơ sử dụng chủ yếu là glucose. Đối với não thì còn có một cái nguồn năng lượng khác có khả năng sử dụng được, đó là dạng ketone đó các bạn. Rồi, nhu cầu hàng ngày của chất bột đường thì là gì? Từ 50 cho đến 60% năng lượng khẩu phần. Và các bạn cũng đều biết rằng là giờ đối với trong các chất thì chất bột đường này là cái nhóm mà có khả năng thấm hút với lại là giờ dịch, và sau đó là giờ trương nhỏ lên thuộc tính của nó. Chính vì thế nên trong khi giảm cân mà các bạn muốn ăn làm sao mà giờ no hay là giờ chiếm cái không gian để tích, chất bột đường là một lựa chọn cho các bạn. À, nhưng mà cũng tùy theo chế độ ăn mà các bạn đang theo. Ví dụ các bạn đang theo chế độ ăn keto mà bắt các bạn ăn chất bột đường là không chịu được đâu ha các bạn. Đấy. Rồi đối với phần chế biến ngũ cốc thì các bạn sẽ thấy là giờ mình phải giữ được cái lớp vỏ cám, mình vo rửa nhanh, sau đó là giờ ăn cả vỏ nấu nhanh và chế mở nắp. Lý do vì sao ạ? Vì các cái vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B này kia có trong cái ngũ cốc đó thì thường là giàu. Thì thường các cái vitamin đó là dễ hòa tan với nước, dễ bay hơi vân vân. Cho nên là mình sẽ cố gắng là làm sao chế biến nó còn nguyên bản có thể. Đối với lipid hay gọi là chất béo thì các bạn biết được là gì không? Lipid thì có là ba nhóm chính. Thứ nhất là nhóm triglyceride. Triglyceride tức là sao ạ? Tức là gì ạ? Cái nhóm này nó là một cái cầu nối glycerol nối với lại ba axit béo ở trên cái giá thể là cầu nối glycerol này. Và thuộc tính của triglyceride sẽ phụ thuộc vào thuộc tính của chính các axit béo gắn trên nó. Yếu tố thứ hai đó là gì ạ? Yếu tố thứ hai chính là cái phospholipid. Thì phospholipid, cái phần nhóm thứ hai của chất béo thì là phospholipid. Thì các bạn biết phospholipid là đơn vị mà phức hợp không này tế bào của chúng ta. Đơn vị thứ ba là các bạn sẽ thấy là steroid. Thì đối với lại là chất béo ở trong có nguồn gốc từ thực vật thì người ta thường gọi với cái tên thân thường là dầu. Còn đối với chất béo mà có nguồn gốc từ động vật thì các bạn sẽ thấy là mình gọi với cái tên là mỡ. Và trong mỡ động vật thì các bạn thấy là nó có cholesterol. Còn dầu thực vật thì thành phần chủ yếu là triglyceride với phospholipid, không có chứa cholesterol. Chính vì thế quảng cáo gọi là quảng cáo dầu ăn của tôi không có cholesterol. Đây là quảng cáo hiển nhiên các bạn, đối với một vấn đề hiển nhiên. Đối với lại là axit béo no, mình bàn luận về cái axit béo mà gắn trên cái cầu nối glycerol. Đối với axit béo no thì nhiệt độ đông đặc cao và thường thì là không tốt cho sức khỏe. Axit béo không no một nối đôi và axit béo không no nhiều nối đôi thì đây là nhiệt độ đông đặc thấp và tốt cho sức khỏe. Nhóm axit béo no thì là có khả năng tăng tạo cái LDL cholesterol không tốt cho sức khỏe. Và nhóm axit béo mà không no một nối đôi hay nhiều nối đôi thì tăng tạo cái HDL có thể tốt cho sức khỏe. Thực tế ra thì các bạn nhớ là cái kiến thức hóa sinh, cái mấu chốt chính của HDL và LDL thì thật nó là không có cholesterol, còn không có gọi là cholesterol béo tốt mà cũng không có cholesterol béo xấu. Mà kỳ thực ra khi các bạn nhìn nó thì các bạn thấy là chỉ có nó dựa trên tỷ trọng. Và cái tỷ trọng đó là dựa trên là số lượng của lipid gắn trên nó. Và lấy ví dụ như là cái xe vận chuyển lipid thì ở trên cái xe đấy là vận chuyển từ điểm A đến điểm B. Tức là ví dụ cơ thể chúng ta là một số cái vị trí tế bào đang cần là phải có cái nguồn nguyên liệu cholesterol để phân bào. Thì cơ thể chúng ta sẽ là huy động xe chuyên chở. Và khi chở thì các bạn biết là chúng ta cột hàng thì cái hàng này lại có một điểm đặc biệt đó là chúng ta cột cái khinh khí cầu lên cái xe. Tại vì là các bạn biết rằng là mỡ thì mỡ với nước thì mỡ lúc nào cũng đổi lên nước. Cho nên là nếu như cái thành phần lipid hay lipid cholesterol đó vân vân này kia gắn càng nhiều trên cái protein tải, protein mang thì lúc đó là tỷ trọng nó càng nhẹ. À, các bạn chẳng khác nào mình gắn khí cầu lên là những cái xe chuyên chở, hệ quả là càng đi càng nhiều khí cầu thì càng nhẹ, và kết quả đó là chúng ta có được cái LDL cholesterol. À, các bạn gắn càng nhiều cholesterol vào cái protein mang thì tạo nên cái phức hợp protein thì chúng ta có là cái
cái phức hợp mà toàn bộ nó tỷ trọng của nó càng ngày càng thấp. Ngược lại, khi mà cái xe nó chuyên chở đến cái vị trí mà cần lấy rồi thì lúc này là giờ cái khinh khí cầu được gỡ ra để chừa tải lại cho các cái khu vực là giờ, tức là vận chuyển hàng xuống những cái khu vực cần thiết và cái xe không thì quay về. Và khi không có khí cầu gắn trên cái xe nữa thì cái trọng lượng của xe tăng cao lên từ từ và tỷ trọng tăng lên dần dần, tỷ trọng hả các bạn đó. Và hệ quả các bạn thấy được rằng là chúng ta có phân tử là HDL cholesterol. Vì vậy cho nên các bạn sẽ thấy là trên lâm sàng thì cái tình huống là tăng cholesterol độc lập khác, tăng triglyceride độc lập khác, và tăng triglyceride giảm cholesterol, và tăng tăng cái LDL mà giảm đi cái HDL lại khác nữa các bạn. Tức là rơi vào cái tình huống này giờ à, mối quan hệ giống như cái xe và quả khinh khí cầu lấy ví dụ vậy. Còn cái tình huống mà đồng thời tăng cả LDL và đồng thời tăng cả HDL là trường hợp gần như không có khả năng xảy ra, vẫn có các bạn nhưng mà lại nó đi theo cái cơ chế độc đáo hơn nữa là các bạn. Nhưng mà thôi thì bạn là giờ trình các bạn học những cái gì là phổ thông nhất, cho nên là giờ các bạn hiểu được cái vấn đề là thế nào là LDL, thế nào là HDL và thế nào là chúng ta giải thích được những chuyện đó. Rồi, đối với lại cái axit béo no thì thường là bền hơn ở cái nhiệt độ cao và ít tạo gốc oxy hóa. Đối với axit béo không no 1 đối đôi hay axit béo không no nhiều đối đôi thì thường là kém bền ở cái nhiệt độ cao và tạo cái gốc oxy hóa rất là nhiều. Rồi, đây, hình ảnh này cho chúng ta thấy là thành phần của chất béo có trong các loại thực phẩm khác nhau. Các bạn thấy cái nhóm ở trên đầu thường là cái màu đỏ là cái màu saturated fatty acid, tức là axit béo no bão hòa. Thì các bạn thấy cái món mà được nhiều nhất đó là gì ạ? Dầu dừa, dầu cọ. Thì các dầu của cái nhóm cây họ cọ, à, dầu dừa, dầu cọ. Thì nhóm thứ hai là gì ạ? Các cái loại bơ, rồi xong rồi là mỡ bò, vân vân này nọ. Rồi sau đó mới đến là gì ạ? Các bạn nhìn xuống ở phía dưới thì lại là gì ạ? Có các cái loại dầu ô liu, rồi các cái loại dầu bắp, rồi thậm chí là mỡ trong mắt. Thì đây các bạn kết luận ra được điều gì? Có cái câu nói nào ngắn gọn tóm tắt tình hình rồi hơi bối rối ở cái hướng này mà đáp án có, tức là gì ạ? Dầu nào thì cũng là tương đối là dầu tốt, ngoại trừ là gì ạ? Dầu dừa với dầu cọ. Khi sử dụng thì lưu ý là gì ạ? Sử dụng ngoài da thôi, chứ các bạn đừng nên là gì ạ? Uống, tại vì uống cái dầu mà dầu dừa dầu cọ các bạn thấy đó, uống toàn cái axit béo no bão hòa. Còn đối với lại còn cái thành phần khác nữa là gì ạ? Mỡ. Thì đối với mỡ thì các bạn thấy là gì ạ? Mỡ nào thì cũng tương đối là gì ạ? Không tốt, tại vì các bạn nhìn mỡ bò mà xem thấy thành phần chất béo no tăng nhiều. Nhưng mà có một loại mỡ là gì ạ? Dầu cái omega 3. Các bạn nhìn trong hình các bạn cũng thấy được mỡ cá các bạn. Đó. Vai trò của chất béo thì các bạn thấy là gì ạ? Vai trò, nếu mà vai trò của đường thì là sản xuất năng lượng, sản sinh năng lượng, duy trì đường huyết vân vân này nọ, thì vai trò của chất béo này là dự trữ năng lượng với cái mức đó là 9 kcal 1 gram, hấp thu và chuyển hóa các cái vitamin tan trong chất béo, đồng thời cũng là nguyên liệu hình thành các tế bào thần kinh, các cái hormone steroid hả các bạn. Ở đây là một ví dụ như phân tử cholesterol, các bạn thấy là sản phẩm chuyển hóa của nó sẽ ra được cái gì ạ? Testosterone, estrogen, androsterone, glucocorticoid, thưa các bạn, toàn những cái hormone môn bây giờ đối kháng với lại stress và sinh tồn và các bạn sinh dục nữa các bạn. Và nhu cầu của chất béo các bạn sẽ thấy là gì ạ? Tùy theo cái độ tuổi, và đặc biệt chú trọng đó là tuổi nữ nhi. Và tuổi nữ nhi là gì ạ? Tới 50% năng lượng khẩu phần. Chính vì thế cho nên một em bé mà ngồi ăn ngon lành một bát cháo heo không thành vấn đề các bạn, vì nhu cầu của bé đó là gì ạ? Cái lượng mà cái phần cái hàm lượng chất béo có trong cái khẩu phần của nó phải cực kỳ cao, và các bạn dùng để là giờ bé đây có để cho là giờ hoàn thiện về cái mặt cấu trúc của cái bộ não, vẫn cần cái nguồn là outsource ở bên ngoài. À, đối với cái tiêu hóa triglyceride thì các bạn biết rằng là triglyceride nó là một cái cầu nối giữa cholesterol và các axit béo.
Thì lúc này là giờ các enzyme bắt đầu tìm ra được cái điểm cắt, thì chúng ta có được sự thủy phân của chất béo. Thủy phân chất béo thì đầu tiên là giờ thủy phân một là cắt đi một cái axit béo đưa ra. Chúng ta có là giờ diglycerid và với lại một cục axit béo. Tiếp đến nữa là giờ nếu như mà cắt luôn hai gốc thì chúng ta có phân tử là giờ monoglycerid và hai axit béo. Nếu như cắt luôn cái gốc thứ ba, chúng ta có phân tử là gì? Glycerol và axit béo. Và các bạn trở về cái nguyên bản. Đối với cái việc phân loại của axit béo thì các bạn thấy là gì? Số lượng carbon đó, MCT đó là chữ dài từ 12 cho tới 24 carbon, MCT chữ trung bình sau đến 11 carbon và SCT là chữ ngắn như 6 carbon. Cái này là cũng có giảng cho các bạn về cái là khả năng hấp thu rồi. À. Đối với số nối đôi và vị trí nối đôi thì các bạn thấy là gì? Dựa trên cái nguyên tắc đó là bão hòa và chưa bão hòa. À, các bạn rồi bên cạnh đó thì các bạn sẽ thấy luôn, tức là giờ phân loại axit béo xong, chúng ta đến là danh pháp thì có những cái bước là giờ có cái cách gọi tên theo cái vị trí nối đôi, ví dụ như omega 3 chẳng hạn. Omega 3 thì kỳ thật là giả tên gọi đó là cái axit béo mà có cái nối đuôi carbon thứ ba. Cái axit béo mà có nối đuôi carbon thứ ba thì chúng ta thấy là giả nó có hai cái đồng phân, một là giả DHA, hai là EPA. DHA thì sao ạ? Chúng ta biết rồi là có cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cái hình thành cái nguyên liệu hình thành nên cái thần kinh, với lại kèm thêm nữa là giả nó có cái nhóm gốc của omega 3 có khả năng là anti inflammation, tức là dạng kháng viêm các bạn. Và ở cái nhóm mà EPA nó có khả năng đó là giảm kích thước khối u. Thì cái này các bạn có thể lên trên mạng Google các bạn search ra các bạn. Đối với chất béo tốt thì các bạn thấy là gì? Nó có ba đặc tính, đó là gì? Lỏng ở nhiệt độ thường, không đục ở nhiệt độ thấp và trong suốt ha các bạn. Chính vì thế nên đối với lại cái nhóm chất béo mà tốt cho tim mạch thì thường là dầu, các loại hạt và các loại ngũ cốc, các loại quả béo hoặc có dầu mỡ cá, đặc biệt là cá biển sâu. Nhưng mà cái này các bạn lưu ý luôn là gì? Đối với mỡ cá thì cũng giống như anh nói rồi, cái nếu như mà giờ dùng cái cá biển sâu thì hạn chế các bạn, tức là giờ mình cũng giới hạn lại chứ không nguy cơ là giờ ngộ độc kim loại nặng. À, tại vì thường những cá biển sâu là những cái cá nằm ở tầng đáy, nguy cơ là giờ nhiễm kim loại nặng tương đối cao. À. Rồi tiếp nữa, là các bạn sẽ thấy rằng là giờ những cái nhóm mà giờ bề chất béo mà không tốt cho tim mạch thì chúng ta có là mỡ động vật, các chế phẩm từ sữa, bơ, phô mai, các loại dầu thực vật được no hóa hoặc là dầu các cây họ cỏ. À, các bạn đối với việc sử dụng chất béo trong chế biến thực phẩm thì mình sẽ là giờ chỉ dùng một lần. Chúng ta thấy là giờ ngày trước chúng ta thấy là có nhiều người là tiết kiệm, tức là giờ chiên dầu xong là chắc dầu ra vào chén rồi để lần sau là xài tiếp. Mà kỳ thực là cách xài để cực kỳ nguy hiểm, tại vì các bạn thấy là giờ mặc dù nó còn trong này kia, một khi nó đã là giờ ngã ngã cái màu rồi đó là giờ chắc chắn có hiện tượng là giờ đã oxy hóa, và cái hệ quả đó là giờ làm cho khi mà chỉ dầu mà bị oxy hóa sinh ra rất nhiều là các cái gốc tự do. Và ngoài ra thì chúng ta thấy là giờ mình dùng cooking oil hoặc salad oil là tùy theo cách chế biến. Lấy ví dụ như là giờ chế biến chiên cháo cho một đứa trẻ, nếu mà giờ nếu mà chén cháo đó cái nồi bột nó còn đang ở trên nồi còn nóng, mình có thể thêm được cái dầu ăn, dầu nấu ăn, ăn cooking oil vào. Đó là cái nhóm mà giờ trải qua quá trình gia nhiệt có được cái công dụng. Còn đối với những là giờ lúc khi mình bắt cái chiên cháo ra rồi để nguội rồi chuẩn bị cho em bé ăn, mà có thể dùng dầu ô liu, mà dầu là giờ những loại dầu nhẹ, salad oil. Và những cái yếu tố mà khiến cho cái chất béo làm biến đổi cái thành phần thì đầu tiên đó là oxy trong không khí, thứ hai đó là ánh nắng mặt trời, thứ ba là nhiệt độ cao, và thứ tư đó là giờ độ ẩm cao. Và các bạn oxy, ánh nắng, nhiệt độ, độ ẩm. Chính vì thế cho nên đối với lại chất béo thì chúng ta bảo quản là bằng cách gì ạ? Bảo quản ở nơi nào? Bảo quản ở cái vùng là mát nè, tối nè, kính nè, khô ráo nè. À, các bạn. Rồi, đối với protein thì chúng ta nói về protein hay gọi là chất đạm các bạn. Thì
Protein hay còn gọi là chất đạm thì các bạn biết là cấu trúc phân tử là thực tế là bao gồm có các axit amin gắn liền với nhau thành cái chuỗi peptide, xong từ cái chuỗi peptide gắn nhiều các nhánh với nhau nữa thì thành là polypeptide, từ polypeptide xoắn bằng vân vân tạo nên thành các cầu nối không gian khác nhau tạo cấu trúc của phân tử protein. Cho nên cái cấu trúc của protein là do gần như là vô hạn, tại vì các bạn thấy là giờ quá nhiều các loại protein nó tổ hợp từ cái là giờ từ cái mã di truyền hoặc là các bạn phiên bản dịch vân vân, và có khoảng 20 loại axit amino trong tự nhiên, và ở người thì có 9 loại amino axit thiết yếu và trẻ em là 10 loại. Nhưng trước anh cho các bạn xem ra ví dụ như là cái đơn vị tryptophan, serotonin với lại là gì đó, dopamine vân vân. À, còn các mối tương quan với nhau. Ngoài ra thì đối với vai trò chất đạm thì các bạn thấy là gì ạ? Cấu trúc nền tế bào, cấu thành các yếu tố miễn dịch và đồng thời nó cũng là thành phần của các men. Thường thường khi nói về miễn dịch mà có cái chất đạm hay protein, đó là cái nhóm glycoprotein, đó là cái nhóm mà miễn dịch tương đối nhiều. Ngoài ra thì đối với chất đạm thì chúng ta thấy là gì ạ? Còn có khả năng cung cấp năng lượng nữa. Nhưng mà chức năng chính của chất đạm vẫn là cấu trúc nền tế bào. Nếu sử dụng đạm làm cái chất sinh năng lượng thì tương đối nguy hiểm các bạn. Thứ nhất là giờ cái nguồn năng lượng mà nó sinh ra, cái sản phẩm chuyển hóa là sản phẩm giờ các bạn. Cho nên nhu cầu protein chỉ chiếm khoảng chừng là 10 đến 15% năng lượng cầu phần và chủ yếu là các cái nguyên liệu dùng để cấu trúc lên tế bào. Và đây cũng đồng thời là nguồn năng lượng giờ. Năng lượng giờ tức là sao? Tức là giờ chất thải mà từ đạm thì khi dùng protein sinh ra năng lượng thì các bạn thấy là đi cũng đi vào vòng vòng trong chu trình Krebs mà thôi. Mà trong cái chu trình đó thì các bạn thấy là giờ cái phức hợp acetin qua làm gì có nitơ. Mà cái ống nitơ sẽ bị cắt bỏ ra khỏi cái protein khi mà giờ bắt đầu là trải qua quá trình tiêu hóa. À, cái trải qua cái quá trình mà giờ tân tạo để mà bắt đầu là đưa vào cái chu trình chuyển hóa đi giải protein để tân tạo là gluco là các bạn. Vậy nên chính vì thế nên khi mà giờ cái gốc mà nitơ mà vừa được cắt ra thì sẽ là chuyển dành cái nhóm là ammoniac gọi là N3, và ammoniac thì các bạn thấy là giờ tan được cả trong nước lẫn tan được cả trong mỡ, dẫn đến hệ quả là có thể thấm vào được hàng rào mô não và là giờ gây nên cái tác động không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà bên cạnh đó thì các bạn thấy là giờ khi mà có cái gốc nitơ tự do như vậy thì có thể chúng ta sẽ không bao giờ là giờ để cho một mình cái NH3 mà chạy lung tung như vậy được. Phải tìm cách nào là giờ đào thải ra ngoài. Và đối với cơ thể thì các bạn biết rồi ha, tức là cái cơ chế để đào thải một cái chất độc thành chất không độc đó là giờ biến chất đó đang từ tan từ không tan trong nước thành tan trong nước và bắt đầu đào thải qua cái đường đó là giờ đường niệu ha các bạn. Hệ quả đó là giờ lão suy cho cái loại hệ thận niệu, gan thận niệu nó phải chuyển hóa các bạn. Khi mà dùng chất đạm là năng lượng thì yếu tố đầu tiên là tăng cái amonia máu, yếu tố thứ hai là tăng là cái ure máu các bạn, tại vì chuyển hóa từ N3 chuyển thành ure. Và nếu như người gặp mọi người có chức năng gan thận mà giờ bất thường cho đến hệ quả là giờ nguy cơ lúc này là giờ bức rất khó chịu, tiến vào cái cơn là giờ động kinh vân vân này nọ khó chịu lắm các bạn. Ngoài ra thì còn có là giờ cái hiện tượng là tăng tổng canxi qua đường thận đối với những người thì giờ nhiều cái protein quá mức tăng tổng cho gan và thận. Vậy thì giá trị sinh học của chất đạm hay còn gọi là tính khả dụng sinh học của chất đạm đó là giờ dựa trên yếu tố nào? Đáp án là giờ dựa trên hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là giờ đầy đủ các cái amino acid, tức là amino acid phù hợp với là cái quá trình mà giờ protein người tổng hợp protein người. Thì đối với thực phẩm cung cấp chất đạm thì động vật là có giá trị sinh học cao hơn, thực vật thì sẽ dễ tiêu hóa hấp thu hơn. Đa động vật thì chỉ chiếm trên 50%, nhất là ở trẻ em các bạn. Tiếp đến nữa thì các bạn thấy là nhóm thực phẩm cung cấp chất đạm có giá trị sinh học cao nhất trong tự nhiên thì kỳ thực đó là gì? Trứng và sữa các bạn. Và trong số đó thì cái món mà giờ tương đối bổ ra có thể chứng nhận được đó là gì? Bánh flan các bạn. Tức là câu từ trứng với sữa. Thì cái câu chuyện mà lúc trước anh kể đó, các bạn, tức là giờ bệnh nhân gọi bệnh nhân lên, tức là mình lên gặp bệnh nhân
Bệnh nhân nói là nhìn thấy là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối rồi, tức là nói chung là đang trải qua cái kỳ phục hồi mà phục hồi kém quá, là có suy dưỡng, mời bệnh dưỡng lên. Lúc anh lên thì là giờ bệnh nhân nói là không ăn trứng đâu, không muốn sữa đâu. Kết quả chỉ cần hỏi thêm câu nhẹ nhẹ thôi, thế ăn được bánh không, thế bạn ăn được bánh không, thế người bạn mới hỏi là ăn bánh chè bác, thế cái anh chỉ là bánh flan thôi. Ôi trời ơi, sau 7 ngày ăn bánh flan nhẹ nhàng, gọi là protein lên cách ngoạn mục ha các bạn. Có nhiều cái thú vị lắm các bạn, làm về dinh dưỡng vui lắm. Rồi trong những cái bữa ăn hỗn hợp thì các bạn sẽ thấy rằng là dạ, có cái sự phối hợp giữa các cái cơ chất với nhau. Những cái loại thực phẩm thì các bạn thấy là giờ sau khi các bạn học bài này xong thì các bạn thấy là không có nghe cái câu là thực phẩm nào đó là vui trong cái loại thực phẩm, thường không có đâu các bạn. Thường thì là giờ mình vẫn theo cái khuyến cáo chính đó là giờ ăn uống bổ sung đủ các cái chất dinh dưỡng là được. Và tiếp theo thì các bạn thấy là giờ đối với cái phần là chế biến chất với cái phần chế biến chất đạm thì các bạn sẽ thấy là chất đạm sẽ không bị hủy bởi cái nhiệt độ, và những cái loại thức ăn mà khi chế biến thì còn nguyên chất đạm và được dùng sẽ không có chất đạm. Chính vì vậy cho nên là sau này khi nấu cơm nấu cháo cho con cái ăn các bạn, cái quan điểm mà giờ dùng nước dùng hay nước hầm xương gì đó ngọt 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 là con có bổ lắm, chứ kỳ thực đó là giờ không có bổ gì đâu ha, lại suy dưỡng đó ha. Tại vì rõ ràng là giờ chất đạm không bị hủy bởi nhiệt độ và cũng không tan ở trong nước. Nghĩ sao cái cấu trúc phức tạp vậy, nó tan được trong nước. Ít nó cũng vậy là giờ phân ly thành các ion, đúng không? Còn trong cái đó là protein, là các bạn thấy là cấu trúc các chuỗi polypeptide kết chặt với nhau rồi xoắn kép rồi các kiểu, là nói chung là tương đối phức tạp rồi. Đối với việc là giờ protein thì cái bảo quản của protein cũng tương đối là giờ khó khăn. Và các bạn sẽ thấy bây giờ cái bất cứ các loại thực phẩm công nghiệp nào mà có cái protein mà nó lại ở dạng lỏng, ví dụ như là giờ súp súp xay, súp đóng hộp, hay hay là giờ những miếng chả khô hoặc là này nọ, thì người ta vẫn luôn luôn là thêm cái phụ gia thực phẩm, đặc biệt là phụ gia làm tăng thời chống oxy hóa và tăng cái thời gian tăng cái thời gian sử dụng bảo quản lên, kéo dài lên các bạn. Và khi protein thì biến tính mà gọi là gặp được đúng điều kiện thì nó sản sinh ra những cái chất mà tương đối là giả dạ, mỏi lắm, ví dụ histamine chẳng hạn. Các bạn thấy là giả dạ, khi mà mình dị ứng viêm mũi dị ứng này kia là dạ, một trận hai trận là các bạn thấy rõ ra. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái gọi là chuyển hóa chất cồn trong cơ thể. Thì đối với cái việc chuyển hóa chất cồn trong cơ thể thì các bạn thấy là giả dạ, cái quy ước về cái lon bia chuẩn bên nước ngoài, tức là một lon bia là cái thước là khoảng là giờ khoảng 5%, lon bia 330 ml 5%, và đó được xem là cái thước chuẩn. Cái việc là giờ một cái gọi là cái gốc của cái việc mà so sánh các cái loại thức uống bằng có cồn. Nhưng mà khi lên một chút nữa các bạn sẽ thấy rằng là giờ cũng là một lon bia, nhưng mà họ có cách chế biến, họ có cách ủ men khác nhau, thì biết cái hệ quả là độ cồn tăng vọt lên, ví dụ là lên đến mức là giờ lên đến mức là tầm khoảng độ cồn của nó ít nhất cũng phải 7%, xong rồi là lên đến mức là Bieber là giống như là giờ rượu vang nhẹ là 12%. Và các bạn sẽ thấy rằng là giờ các bạn nam hay nữ gì đó đi nhậu, ví dụ mình nói từ bình dân là đi nhậu hay là đi ăn uống mà có sử dụng chất có cồn mà các bạn, thì các bạn phải nhớ được đến hai điều, đó là gì ạ? Thứ nhất đó là gì ạ? Khi mà uống, cái sợ nhất đó là gì ạ? Các bạn cứ sợ say và các bạn uống từng ngụm nhỏ 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 nhỏ, kết quả là gì ạ? Các bạn say nhanh hơn. Lý do vì sao ạ? Vì rượu lúc đó là gì ạ? Thấm qua cái đường niêm mạc dưới lưỡi và niêm mạc lưỡi và niêm mạc miệng, sau đó đi vào tuần hoàn động mạch cổ, và cuối cùng là tác động ngay trên là gì ạ? Bộ não của chúng ta, không thông qua chuyển hóa. Và đối với việc là khi bạn uống mà dạ, uống xuống hay là dạ dày hấp thu vân vân này, nó vẫn còn là dạ, qua gan chuyển hóa là các bạn. Và chuyện thứ hai đó là giờ dạ, khi các bạn uống rượu thì tốt nhất là dạ, chỉ only rượu không thôi, hoặc là chỉ only bia không thôi, đừng trộn nhiều thứ
khác vào, và đặc biệt là những thứ mà có vị ngọt. Kiểu như tự nhiên trộn một lon Red Bull vào trong một cái ly rượu vang chẳng hạn. Thôi, ôi thôi rồi đó các bạn. Chắc chắn là sai đó các bạn. Việc mà ảnh hưởng lên cái cơ thể con người là có sai hay không là nó lại nằm ở chỗ đó thì cái enzyme là alcohol dehydrogenase. Nhờ cái enzyme này sẽ ly giải bớt đi một phần và rượu và lúc đó là chuyển hóa bớt và hệ quả đó là gì? Vì có cái enzyme này sẽ đỡ say hơn. Trong hình ảnh này các bạn có thể thấy là tác động của rượu trên một cái tế bào gan. Các bạn thấy rượu sẽ được chuyển thành là acetaldehyde và lúc này là gì? Khi có mặt acetaldehyde đầu tiên là giờ làm rối loạn các cái quá trình mà hóa sinh. Ví dụ như hoạt động của lipid peroxidase, cái độ oxy hóa lipid thì tự nhiên là giờ sản sinh ồ ạt và sản sinh ra các cái gốc loại RS gốc tự do. Sau đó thì là giờ ảnh hưởng lên cái hoạt động mà tổng hợp và cái chi tiết cái protein, ví dụ như hoạt động sản xuất albumin. Tiếp đó là giờ gây nên là vỡ tổn thương các tế bào và vỡ tế bào ra sản sinh ra các men là ALT, AST. Rồi là giờ bắt đầu là giờ xuất hiện cái phân tử ví dụ như VLDL xong là giờ tạo ra cái là giờ rối loạn của lipid mỡ máu. Đối với tế bào ngoại biên thì các bạn thấy là giờ tác động của rượu cũng là giờ ảnh hưởng luôn cả ba con đường chuyển hóa đường đạm béo. Đối với đường thì các bạn thấy là giờ chắc chắn rồi rượu nó vào cái chiếm ngay cái cơ chất NAD với NADH tiên có mặt đường lúc đó lại là giờ còn làm cho tế bào khó xử hơn nữa các bạn. Đó. Tiếp đến đường xong rồi thì đến lúc là giờ đối với là chất béo thì chất béo các bạn thấy là giờ khi uống rượu thì hệ quả sản sinh ra được cái gốc là acetat rồi bắt đầu là giờ khi mà cái chuỗi acetin qua cái acet khi có được acetin CoA và acetin CoA không vào được trong cái ly thể và để bước vào trong cái chu trình Krebs thì hệ quả của nó vẫn là gì không? Hệ quả của nó sẽ thực hiện qua cái chu trình là beta oxy hóa tạo ra các cái thể keton tất cả hai phân tử oxy acetin CoA ABCZ gắn với nhau tạo nên thành thể keton. Lý do là kiểu dạng như là ứ động và cái phần chuyển hóa nó diễn ra nhanh quá. Tiếp nữa là làm tăng cái mỡ máu rồi làm tiếp nữa là giờ sau đó lại làm giảm đường huyết rồi lại nguy cơ lớn nhất là cái đào thải cái axit và đặc biệt là cái dung dịch mà pH gần gần với máu lúc đó là giờ tạo nên thành cái bệnh lý này như mô hình bệnh lý Wood các bạn. Đối với ethanol acetaldehyde và acetat thì các bạn thấy là giờ nó cũng có mối liên quan với nhau và tạo nên thành cái phức hợp là acetin CoA. Acetin CoA lúc này không thể nào là tiến vào cái chu trình Krebs được, lý do là vì thì cái NADH là các bạn cái là do cái sản phẩm chuyển hóa lúc đầu rồi. Hệ quả nữa là giờ tăng cái axit béo và lúc này là tích lũy mỡ. Rồi đối với những cái chất dinh dưỡng mà giờ đa lượng mà thuộc cái nhóm không sinh năng lượng thì các bạn thấy là giờ có các khoáng đa lượng ví dụ như khoáng kiềm là natri, kali, canxi và magie. Những cái loại khoáng toàn ví dụ như lưu huỳnh, clo và phosphor. À, các bạn đến cái slide tiếp theo thì các bạn thấy là nói về chất xơ thì vai trò của chất xơ là chất mà được xem là chất dinh dưỡng nhưng mà lại là không có được khả năng hấp thu vào trong máu thì chất xơ là mang cái vai trò đó điều hòa nhu động ruột, điều hòa cái hấp thu chất béo và giảm cái táo bón nhu cầu là khoảng 30 gram một ngày, tức là trung bình là khoảng nửa ký rau. Và các bạn muốn mà đáp ứng được nhu cầu chất xơ thì lượng rau các bạn là khoảng nửa ký. Phân loại thì hòa tan đó là gồm oligosaccharide và cellulose các bạn. Nước thì các bạn thấy là vai trò chiếm từ 60 đến 65% trọng lượng và là dung môi cho tất cả mọi hoạt động. Nhu cầu thì các bạn thấy là nhu cầu thì tầm khoảng 1,5 đến 2 lít một ngày và thay đổi khi hoạt động, bệnh lý hoặc là thời tiết. Đối với cái những chất dinh dưỡng vi lượng hay gọi là vi chất dinh dưỡng thì các bạn thấy là chia thành hai nhóm cơ bản thôi. Đó là vitamin và cái chất khoáng vi lượng à, các bạn. Vitamin thì vitamin tan trong chất béo gọi là ADK và vitamin tan trong nước thì chỉ là hai nhóm này, nhóm B và nhóm non B hoặc là vitamin C và nhóm non C các bạn. Tức là vitamin C nè, nhóm mà B là nhóm B12 cho đến B12. Non B thì chúng ta có choline, inositol hoặc cái hoặc là các flavonoid hoặc phytonoid các bạn. Và khi nói về các cái axit vitamin đang trong chất béo thì các bạn thấy là nguồn gốc của nó chủ yếu là từ cái thức ăn động vật bền với nhiệt độ
và bị phân hủy bởi cái ánh nắng mặt oxy. Đối với nhóm B thì các bạn thấy là cung cấp từ ngũ cốc dễ bị rửa trôi trong nước, phân hủy và bay hơi khi chế biến và không bền và tiết kiệm các bạn. Vitamin C thì cung cấp từ rau trái tươi và dễ bị rửa trôi trong nước, cho nên là khi mà mua rau mua quả về, tốt nhất là mình nên cân nhắc cái chuyện là sơ chế và lúc bảo quản thì không nên bảo quản kéo dài các bạn. Rồi đối với lại là các cái khoáng vi lượng, ở đây các bạn thấy là sắt, kẽm, iốt, đồng, magnesium, fluor. Đối với sắt thì các bạn thấy là khi thiếu bo thiếu sắt, các bạn thấy là hồng cầu nhỏ nhưng sắt hầu như là không có các cái phức hợp xung quanh kế bên hết. Kẽm thì các bạn thấy là ZN, thì các bạn thấy là giống như cái móng tay, cái nền cái móng tay các bạn thấy là có những cái vật sọc ngang nhờ thiếu kẽm. Hoặc cái như ở trong răng thì các bạn thấy là quá nhiều fluor, nó dẫn đến là nó giống như là cái hiện tượng đó là thay đổi cái men răng và hư hại men răng à các bạn. Đối với phụ gia thực phẩm thì mục đích chính của phụ gia thực phẩm đó chính là tăng cảm quan và cái thời gian bảo quản à các bạn. Ví dụ như borax, các bạn biết là gì không ạ? Là hàng the ha các bạn. Thì nhớ ở những cái cơ sở mà sản xuất giò chả, đặc biệt là ngày Tết, ta vẫn là vẫn lén lén lút lút, tức là pháp luật không cho phép, nhưng mà lúc điều chế thì là lúc mà chế biến thực phẩm thì vẫn thêm một tí vào. Lý do vì sao ạ? Giản thôi, các bạn biết rằng là cái protein nếu mà như giò chả bảo quản lâu thì cái nguy cơ hư hỏng nó rất là cao. Và cái hàng the thì ngoài cái công dụng là làm cho cái các cái hàng the thì ngoài cái việc là làm cho các cái chất làm cho tăng cái cảm quan, tức là tăng cái độ dai của thực phẩm, thì cũng có cái công dụng cho việc là tăng cái thời gian bảo quản lên. Nhưng mà vì đó lại là chất gây hại và cái khả năng là chất mà pháp luật cấm, nên hệ quả đó là không có được sử dụng thêm vào trong các cái loại thực phẩm à các bạn. Một số những cái loại phụ gia thực phẩm được phân loại theo có mục đích sử dụng, ví dụ như nhóm mà chống vi sinh vật, ví dụ như bảo quản nè, chống oxy hóa, tạo màu, tạo mùi, tạo vị, tạo mật độ, là ổn định lên các cái loại thực phẩm mà các bạn. Rồi, khi mà sử dụng những cái loại mà gọi là phụ gia thực phẩm này thì các bạn sẽ biết rằng là hầu như không có cần phải công bố cái hàm lượng, chỉ cần biết là có cái trong cái công bố đó, tức là chỉ có cái loại thực phẩm đó, cái loại phụ gia đã có thêm vào thôi, chứ không có là yêu cầu phải công bố 100% các cái thành phần ở trong đó, tức là cái hàm lượng ở trong đó. Những cái loại phụ gia thực phẩm chống vi sinh vật thì các bạn thấy là đơn giản nhất là muối với đường, tác động của nó sẽ là làm khô thực phẩm, và hệ quả của cái việc đó là làm cho mất cái cân đối của cái khẩu phần. Và những cái loại phụ gia thực phẩm chống cái vi sinh vật thì các bạn thấy là ví dụ như potassium sorbate ngay ở trên một cái là nhỏ nhãn của nhỏ của sữa, các bạn thấy là ở phía trên thực phẩm bổ sung đó, các bạn thấy là thấy được có năng lượng nè, đạm, đường, béo, rồi lại có thêm là protein, thì có thêm được cái loại protein ví dụ lysine chẳng hạn, kích thích ăn uống chẳng hạn. Nhưng mà tuy nhiên các bạn thấy là khi mà nhìn xuống, các bạn thấy là cứ người ta cứ nói là thực phẩm của chúng tôi là 100% thiên nhiên, không có gọi là cho thêm các cái chất bảo quản hay này nọ, nhưng mà họ cho thêm phụ gia thực phẩm mà các bạn, chỉ khác biệt ở mặt ngôn ngữ thôi, chứ về mặt gọi là nói về cái mặt cuối cùng thì nó cũng gọi là cứ thấy nó thế nào ha các bạn. Đó. Thì cái nguy hiểm ở đây đó là nếu như các bạn sử dụng nhiều loại thực phẩm khác nhau nhưng mà lại có cùng một cái chất gọi là phụ gia thực phẩm, dĩ nhiên mỗi loại không độc nhưng mà nhiều loại nó lại chung chung một cái gốc là potassium sorbate này, này. Như để cái nguy cơ đó là ngộ độc phụ gia thực phẩm à các bạn, đó mới là mệt à các bạn. Và các nhóm phụ gia thực phẩm chống vi sinh vật, chúng ta có nhóm là ví dụ như nitrat, nitrit, đều cao thì gây ung thư. Và các bạn biết rằng là khi mà tất cả những cái dung dịch lỏng mà một khi là có thành phần protein trong đó thì kiểu gì thì kiểu cũng phải là thêm phụ gia thực phẩm. Và nếu như mà cái loại mà thực phẩm mà có thể gọi là tương đối là không có phụ gia, các bạn biết là gì không?
tương đối thôi, chứ không phải là đối thôi. Sữa, việc là giờ sữa cho phụ nữ mang thai, các bạn kiểm soát cực kỳ chặt chẽ mặt chất lượng. Các phụ gia thực phẩm mà chống gốc oxy hóa thì các bạn thấy là gì? Ví dụ chống ôi thiêu, thay đổi màu sắc, mùi vị, chất lượng thực phẩm. Chúng ta có cái vitamin C, sulfit, nước giải khát, vitamin B1, hay như là nhóm BHA, BHT, bánh mì, snack thì liều cao gây nên cái ung thư. Các loại phụ gia thực phẩm khác, ví dụ như caramel, carotenoid hoặc là các bạn. Rồi, ngoài ra thì chúng có những cái phụ gia mà thực phẩm tạo vị, ví dụ như là mono di sodium glutamate, rồi những khuyến cáo đây là không dùng cho ở trẻ em và người có tiền căn dưỡng bột ngọt, và một số những cái loại thực phụ gia thực phẩm giúp cho ổn định về mặt cấu trúc, ví dụ là làm đặc sệt hoặc định dạng như là dextrin, bột hoặc là pectin gum, tức là những cái nhóm mà phụ gia thực phẩm này làm cho cái cấu trúc của cái thực phẩm đó trở nên là già bắt mắt hơn, gọi là đi theo thị hiếu hơn đó các bạn. Tự như món xúc xích, các bạn thấy mà không có những cái phụ gia thì kiểu gì mà giờ nó hình thành nên là giờ cái món này như vậy. Rồi một số những cái loại phụ gia thực phẩm khác gián tiếp, ví dụ như là dioxin hoặc là BPA có trong các loại bao gói thực phẩm, cho nên là giờ các bạn cũng cẩn thận từ khi mình đi chợ các cái loại bao gói thực phẩm hay gì đó thì là giờ cũng là những cái nhóm mà mình phải chú ý. Rồi hoặc là giờ ví dụ như sóng microwave, tức là giờ vi sóng cũng có khả năng là hủy vitamin B1. Rồi các loại hormone, ví dụ như là giờ có trong các loại thực phẩm động vật như là kích thích tăng trưởng hoặc là tạo nạc à, các bạn đó, hoặc là ví dụ như là các loại kháng sinh có trong cái tồn dư mà mình xử lý cái thực phẩm. Cái này là cái bài tập lúc trước của cả ba nhóm, nhưng mà thôi thì đối với các bạn là do cái thời gian giảng dạy nó hơi hơi ý quá, tức là hơi gấp gáp quá, cho nên là thôi thì giống như cái lúc đầu anh đã nói là các bạn mình chỉ cần là chị thuyết trình theo dạng như video thế là được rồi. Với lại cái bài tập này thì các bạn chỉ nhìn, các bạn thực tế ra cái việc bài tập này giao cho các bạn chẳng qua là giờ các bạn đọc để các bạn hình dung tiếp là buổi học tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì à. Nhưng mà kỳ thực ra thì cái bài tập này là giờ không giao cho các bạn à, bạn chỉ cần lấy được hai cột điểm kia là được rồi, đủ rồi ha các bạn. Là một bài tập này, tài liệu tham khảo thì cũng có để sẵn, các bạn có thể lên các bạn xem, có link sẵn, sau này anh sẽ upload lên cho các bạn, cũng up cho các bạn luôn bài giảng. Bài giảng hôm nay thì đến đây là kết thúc rồi ha. Chúng ta nghĩ có thắc mắc gì thì các bạn có thể nhắn ở trên cái group mà Microsoft tìm cho bạn nha. Chủ yếu anh để cho các bạn cái thời gian tương đối thoải mái là để các bạn cố gắng là giờ hoàn thành cái bài tập. Rồi có cái thời gian cũng để cho mình sắp xếp chung với là các cái môn học đang đi lâm sàng nữa. À, đang ở cái kỳ giữa kỳ nghỉ lâm sàng chút xíu. Nhưng mà đây là cái lúc mà các bạn xem là mình còn có những cái lỗ hổng về mặt kiến thức nào mình cố gắng là giờ mình bổ sung lại ha. Rồi cảm ơn các bạn ha, tại vì rồi vậy chào các bạn ha, lớp mình nghỉ Dạ anh ơi, rồi, có vấn đề dạ gì không hả sao bạn? à, vậy là mình có làm cái bài thuyết trình không anh? Có cái bài thuyết trình giống như là cái buổi ban đầu là các bạn vẫn làm bài thuyết trình ha, nhưng mà còn cái bài ngày hôm nay của ấy là cái đề bài này là các bạn không làm ha. Lát nữa anh úp cái slide này lên thì ba cái bài tập này là các bạn được miễn giảm ha, các bạn giảm nhẹ cho các bạn giảm tải. Nhưng mà cái bài mà bài cá nhân với bài nhóm mà hôm trước cái buổi đầu tiên anh sinh hoạt nhóm á là các bạn vẫn làm, và cuối buổi tức là khi mà các bạn bắt đầu là khoảng trong vòng 4 tuần á, sau cái tuần thứ tư thì các bạn có thể là giờ mình gửi cái link cho anh à, cái link bài tập cá nhân và bài tập thuyết trình của các bạn hiểu không ạ? Vậy là chúng ta sẽ cả lớp là mình sẽ có là một bài tập cá nhân và một bài tập nhóm. Bài tập nhóm thì là cái video mà cái buổi đầu tiên giống như buổi buổi hôm trước anh nói với các bạn á, đúng không ạ? Dạ là tại vì bữa trước anh chưa có nói đề bài tập nhóm anh, vậy là giờ mình làm
Khi nào anh mới cho tụi em đề nha? Bữa trước là cái đề bài tập nhóm đợi em một chút xíu để anh mở lại bài tập nhóm hôm trước. Ủa, hôm trước là chưa có đề bài tập thuyết trình hả? Dạ chưa. Nếu mà chưa có đề bài tập thuyết trình thì các bạn lấy cái đề bài này luôn đi ha, tiện cho các bạn luôn. Ủa, bài đúng rồi, đối với các bạn là lớp y khoa đúng rồi, thì bài tập thuyết trình của các bạn, tại vì các bạn vẫn là học 4 buổi chứ các bạn không phải học 3 buổi như cái nhóm kia, thì các bạn lấy đề bài này để các bạn làm cái thuyết trình của các bạn tự record lại trên Microsoft Teams, sau đó là lấy ra thành file file video và các bạn up lên Drive ha, rồi gửi anh được không ạ? Bài tập cá nhân là các bạn có đề rồi đúng không ạ? Vậy bài tập nhóm này là hẹn nộp là khi nào vậy anh? Cứ bắt đầu tính từ cái này cho đến là thời gian anh cho các bạn là khoảng 3 tuần, kịp không ạ? Dạ. Nếu Vậy nếu không kịp thì anh cho thêm một tuần nữa là thành 4 tuần đi, tức là sẽ rơi vào trước ngày 1 tây tháng 6 được không ạ? Bạn kịp lên dạ vậy nhóm này là ban cán sự tự chia luôn ha anh? được luôn, các bạn tự chia nhau đi cho thoải mái. Lúc mà các bạn thuyết trình thì các bạn để họ tên của các thành viên trong nhóm ha. Dạ anh ơi, tại vì lớp em hiện tại là tới 204 thành viên là chia ba nhóm là Thì các bạn để cứ cộng các tổ lại với nhau. Ví dụ như các bạn có bao nhiêu tổ nè? dạ 15. 15 tổ. Thì các bạn cứ chia từ 1 đến tổ 5 là nhóm 1. Tổ 6 đến tổ 10 là nhóm 2. Tổ 11 đến tổ 15 là nhóm 3. Còn nếu các bạn còn muốn tự chia nữa thì các bạn có thể đổi các vị trí cho các tổ với nhau. Được không ạ? Tiện cho bạn lớp trưởng luôn. Dạ vâng. Alo. Đó. Nói chung là tương đối thì các bạn sẽ xích nhau cũng được, nói chung là chung vào một nhóm cứ thế thuyết trình, tại vì nếu ba nhóm như vậy thì thừa sức các bạn có thể làm thậm chí là một tuần là các bạn làm xong, mỗi bạn chỉ cần làm một slide thôi thế không có gây quá căng thẳng cho các bạn đúng không ạ? Dạ, với lại cho em hỏi là ý là có quy định số slide là bao nhiêu không anh? Thoải mái, các bạn cứ làm, có làm được đến đâu thì anh chậm đến đấy à. Dạ. Rồi để được rồi ha, nói chung là anh thì không có quá khó khăn gì, nói chung các bạn cứ giống như thi đua với nhau đi, thì cứ nhóm nào làm tốt nhất thì 10 điểm thế thôi, cái gì nữa đâu à. Vậy ha. Rồi Thầy ơi, cho em hỏi. à, bạn có thắc mắc gì không ạ? Dạ, ý là cái này mình làm là để mình nộp cho thầy qua Drive thôi chứ không có trình đúng không thầy? Đúng rồi, nộp cho anh qua rồi thôi, tại vì thời gian của các bạn không có nhiều, với lại tránh cho các bạn căng thẳng nhiều. Dạ em cảm ơn. Rồi, các bạn còn có thắc mắc gì nữa không ạ? À? Vậy là bài tập nhóm mình cũng có, bài tập cá nhân mình cũng có là đủ để mình lấy được 2 cột điểm rồi. À, hạn nộp thì anh cứ cho hạn nộp là ngày 1 tây tháng 6 đi. Quốc tế thiếu nhi ha các bạn. Rồi. Rồi, vậy thoải mái ha đúng không ạ các bạn? Tại vì số lượng các bạn thì giống như anh nói rồi đấy, mỗi bạn chỉ cần làm một slide thôi là đã có được một cái bài thuyết trình gọi là ấy rồi. Cộng thêm với nữa là cái bài tập cá nhân của các bạn mà trong thời gian là cũng là khoảng 4 tuần là tương đối thư thả cho các bạn. Đấy, ha. Rồi, vậy lớp mình nghỉ ở đây ha các bạn. Thứ sáu mình gặp lại, sáng thứ sáu gặp lại nha các bạn. Rồi có vấn đề gì không vậy? Dạ thầy cho em hỏi là tại Em sao hỏi cái sao? chất béo bão hòa lại không tốt mà chất béo không bão hòa lại tốt ạ? À, tại vì đơn giản thôi. Thứ nhất là giờ đối với cái chất béo mà dạng như là bão hòa, các bạn thấy là giờ cái gốc của nó, thứ nhất là để mà cơ thể người ta muốn là giờ chuyển dạng. Đầu tiên là cái quá trình mà giờ các cái thực tế là cái quá trình mà giờ tiêu hóa chất béo hay này nọ,
nó cũng chỉ là giờ những cái phản ứng là giờ chúng ta lấy những cái enzyme cắt ra thành những cái là giờ đơn phân tử. Và cái quá trình mà giờ đối với cái loại chất béo bão hòa thì cái cơ chế chuyển hóa của mình nó tạo ra cái gánh nặng nó nhiều hơn. Rõ ràng là giờ cái hao hụt của các cái enzyme cũng như là giờ cái hao hụt của các cái cơ chất mà hỗ trợ cho cái quá trình chuyển hóa đó nhiều hơn. Và nếu như chúng ta dung nạp một cái lượng mà chất béo bão hòa lớn như vậy, dẫn đến cứ ngày này qua tháng nọ, dẫn đến cái hệ quả đó là giờ cái kho dự trữ của cái việc là giờ chuyển hóa nó chịu cái tải gánh nặng quá lớn, dẫn đến là giờ nguy cơ của cái việc là giờ nguy cơ của cái việc mà ảnh hưởng đến cái sức khỏe tương đối lớn. Cộng với cái việc nữa là các bạn sẽ thấy là giờ ngay thậm chí như là giờ cái phức chất mà các bạn thấy là đối với cái phân chất mà giờ tạo nên cái axit béo, ví dụ như là giờ cái nhóm mà axit béo bão hòa mà chuyển hóa ra thành những cái sản phẩm chuyển hóa của nó, cộng với lại cái việc mà cái chu trình chuyển hóa mà tạo nên thành cái cholesterol đó, các bạn sẽ thấy là giờ nó có ảnh hưởng của cái axit béo bão hòa lên cái quá trình chuyển thành cholesterol tương đối cao, và dẫn đến là hậu quả là giờ cái lượng cholesterol mà nó sản sinh ra từ cái axit béo bão hòa sẽ cao hơn là giờ cái axit béo mà không bão hòa. Thêm nữa các bạn sẽ thấy rằng là giờ nó còn có thêm một cái cơ chế nữa, đó là giờ cái này là đi sâu về cái hóa sinh, mà hóa sinh của cơ thể người á, hóa sinh hữu cơ của cơ thể người, thì các bạn thấy là giờ đối với cái nhóm axit béo mà giờ không bão hòa có nhiều nối đôi, nên cái khả năng của nó là nó lại mang cái tính bảo vệ trước cái gốc là giờ oxy hóa. Và thực tế cho thấy rằng là giờ những cái axit béo mà giờ ví dụ như cái nhóm mà gốc omega 3 chẳng hạn, thì các bạn thấy là nó có khả năng là giờ giảm phản ứng viêm. Cho nên là giờ cũng là dịch truyền, nhũ dịch lipid truyền tĩnh mạch đây chẳng hạn. Nhưng mà khi mà đọc thành phần mà cái thành phần của cái nhũ dịch lipid đó là giờ, toàn những cái omega 3 hoặc là này nọ các axit béo mà nó nhiều cái chuỗi ấy vô, thì cái khả năng là giờ giảm cái phản ứng viêm của nó có. Còn nếu mà bây giờ sử dụng những cái chất béo mà giờ dầu cọ hoặc là dầu dầu đậu nành hoặc là giờ chất béo mà toàn là những chất béo bão hòa, cũng giống như là cái chai dịch truyền chất béo, các bạn sẽ thấy rằng là khác hãng thôi, cái công nghệ nó sản xuất khác nhau và cái nguồn nguyên liệu nó sản xuất khác nhau, đến lúc công bố ra sản phẩm đặt cho cái chai chất béo á, là khi truyền cho bệnh nhân mình còn ước lượng được luôn là cái khả năng gây nên các phản viêm nó như thế nào. Thì các bạn biết rồi, đối với cái phản ứng viêm thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Có lúc thì nó sẽ có lợi và có lúc thì là sẽ là gì? Bất lợi. Anh lấy một ví dụ như là gì? Khi cơ thể chúng ta mà nhiễm có loại vi sinh hoặc là này đó, đang có tình trạng nhiễm trùng chẳng hạn này đó, thì cái giai đoạn đầu các bạn thấy là gì? Cái phản ứng viêm nó sẽ là gì? Mang cái tính có lợi, tại vì nó dựng lên một cái hàng rào để chống đỡ cơ thể so với lại cái yếu tố mà ngoại lai, ngoại nhiễm. Nhưng mà đến cái giai đoạn sau, các bạn sẽ thấy rằng là giờ bắt đầu đến cái pha mà lành vết thương rồi lành vết ấy rồi, mà cái cơ thể của mình vẫn bừng 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 mà tiến vào cái phần viêm, tiếp tục là duy trì cái phần đó, thì nó lại là giờ, trở thành cái bất lợi à các bạn. Cho nên là giờ tùy từng tình huống, và thậm chí đó, cho nên cái câu hỏi của bạn đó là chất béo bão hòa có ảnh hưởng như thế nào và thế nào là giờ béo bão hòa tốt và béo bão hòa xấu, thì thực là giờ tốt nhất là giờ nên cân đối, tại vì trong ngay trong khuyến cáo của Bộ Y tế nha, tức là cái mã chế độ ăn dành cho đối tượng bệnh nhân bệnh viện, thì bên Bộ Y tế chia rất là vui, tức là 1/3, 1/3, 1/3, tức là giờ 1/3 cái lượng chất béo cung cấp cho người bệnh là chất béo bão hòa, 1/3 là giờ chất béo mà dạng như là không no một nửa đôi, và 1/3 còn lại là chất béo là không no mà nhiều nửa đôi. Đây các bạn, rồi các bạn còn thắc mắc gì nữa không ạ? Anh ủng hộ cái Dạ, câu anh ơi cho em hỏi xíu ạ. À. Dạ, à. cái về cái phần bài tập nhóm anh là tụi em làm slide PowerPoint, sau rồi tụi em thuyết trình trên MF Team, rồi tụi em quay lại cái bài thuyết trình của tụi em, rồi tụi em nộp video cho anh đúng không ạ? Đúng rồi, à, thì bạn quay lại thì bạn có thể export ra được là cái định dạng video, rồi bạn gửi cho bạn lớp trưởng thì upload lên cái Drive. Dạ rồi, dạ cảm ơn ạ. Đúng rồi, không cần phải máy quay gì đâu cho nó phức tạp và các bạn đó, tiện cho các bạn luôn. À, bạn Nguyễn Hồ Tiên hỏi là tại sao tăng tăng protein máu lại tăng thải canxi qua thận. À, nó không phải gọi là tăng thải protein máu mà là cái gì ta, à, ăn nhiều chất đạm. Tức là các bạn sẽ thấy rằng là gì,
khi mà giờ chúng ta ăn một cái khẩu phần ăn quá nhiều chất đạm, nó sẽ ảnh hưởng lên hai yếu tố. Thứ nhất là giờ, trong cái protein thì cái hàm lượng phosphor cực kỳ nhiều, và khi mà cơ thể chúng ta hấp thu mà giờ hàm lượng phosphor tăng lên nhiều như vậy, dẫn đến cái hiện tượng đó là giờ cơ thể phải tìm cách đào thải cái phosphor, và trong cái quá trình mà đào phosphor thì là giờ canxi thì cụt mà các bạn. Đó là cái cách hiểu gọi là đơn giản nhất, nhưng mà kỳ thực là giờ khi các bạn mà học về thận á, cái tức là cái quá trình làm sao mà thận nó giảm tải cái hấp thu canxi và làm sao đào thải cái phosphor này kia, thì nó sẽ phức tạp hơn nhiều, tại vì nó thông qua những cái protein mà ví dụ như PDG hoặc là PDP chẳng hạn đó, thì cái đó nó sẽ đi vào những cái cơ chế. Các bạn lên các tạp chí các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cơ chế, nhưng mà còn cái hiểu mà kiểu như thông thường thì là một mặt là về về cái chuyện là giờ và cái sự tăng thải phosphor nó sẽ dẫn đến hệ quả là giờ tăng thải cái canxi. Chuyện thứ hai đó là giờ các bạn biết rằng là những cái nhóm mà thịt hay này kia là giờ khi mà sản sinh, mà nếu như mà cơ thể chúng ta sử dụng cái chất mà gọi là chúng ta sử dụng protein làm chất sinh năng lượng, từ vì cái cơ cấu thành phần của chúng ta lệch về cái hướng đạm nhiều quá, bây giờ đến cái hệ quả đó là gì? Cái gốc mà H cộng nó sẽ tồn tại ha các bạn. Lúc này thì cơ thể sẽ phải tìm cái cách mà gọi là gì? Cân bằng cái độ pH lại. Nó không phải là gì? Quá là theo cái hướng gọi là gì? Toan chuyển hóa hay là gì? Kìm toan chuyển hóa hay toan hô hấp giống như các bạn học trong hồi sức tích cực đâu, mà nó sẽ kiểu như là gì? Lệch cái hướng mà chuyển hóa của chúng ta về cái hướng mà gì? Chuyển hóa theo hướng toan nhiều. Và khi mà gì? Cái hướng chuyển hóa của chúng ta mà bị lệch về cái hướng đó thì lúc đó là gì ạ? Cái hoạt động giữa tạo cốt bào và hủy cốt bào cũng thay đổi nha các bạn. Nên nó sẽ đi theo hai cái cơ chế. Một là gì ạ? Cái việc ăn nhiều thịt và đặc biệt là cái nhóm thịt đỏ, cái protein cung cấp cho cơ thể quá nhiều. Đầu tiên là gì ạ? Nó ảnh hưởng đến cái quá trình chuyển hóa là sử dụng cái protein làm chất sinh năng lượng. Và khi sử dụng protein làm chất sinh năng lượng, một là gì ạ? Sẽ sinh ra cái gốc NH3, một là hai nữa là gì ạ? Rối loạn H cộng và các bạn. Tiếp nữa là cái việc mà chúng ta dùng nạp quá nhiều thịt, nó dẫn đến là gì? Tăng cái hàm lượng phosphor. Hệ quả là gì? Khi mà đào thải cái phosphor qua cái đường tiểu thì là gì? Canxi cũng đi theo. Cho nên là gì? Cái mô hình mà gọi là thấp cái chiều cao giảm ở trong cái thời kỳ hiện đại đó là gì? Một trẻ mà ăn quá nhiều cái protein dẫn đến là lùn. Đó là gì? Do cái việc cái cơ chế đó. Rồi các bạn còn thắc mắc gì nữa không ạ? Tôi cứ hỏi thoải mái, đâu có vấn đề gì đâu. Rồi. Nếu các bạn mà không có thắc mắc gì nữa thì mình nghỉ ở đây ha. Còn nếu còn có thắc mắc gì nữa các bạn cứ gõ thông qua Microsoft Team, hoặc là các bạn nhắn tin cho anh cũng được. Nhắn qua Microsoft Team được hết, anh giải đáp thắc mắc các bạn. Rồi, chào các bạn. Rồi, chuẩn bị bài tập cho vui vẻ ha.